Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 157. Dương Bách Xuyên không hề thấy ngạc nhiên khi Tuyết Hương thành công, bởi vì trước đó Tuyết Hương khi chưa biến về bản thể đã một mình đối đầu với hai đối thủ mà không hề thua kém. Bây giờ, nàng ấy đã hóa về bản thể, nên việc đối phó với một người trong số họ là dễ dàng. Tiếng kêu thảm thiết của Đại La Mập Lùn vang vọng khắp bầu trời, mặc dù Dương Bách Xuyên không chứng kiến, nhưng hắn tin chắc rằng Tuyết Hương đã giết chết gã ta. Quả nhiên, không lâu sau, Tuyết Hương xuất hiện chân trời đằng xa, nàng ấy lơ lửng tới trước mặt Dương Bách Xuyên, nói bằng tiếng người, ta đã giết hắn. Dương Bách Xuyên biết nàng ấy đang nói về Đại La Mập Lùn. Lúc này, thân thể Tuyết Hương tỏa sáng rực rỡ, Dương Bách Xuyên biết nàng ấy sắp biến hóa thành hình người liền vội vàng nói, Tuyết Hương, đừng vội biến. Hình. Ánh hào quang quanh thân thể khổng lồ của Tuyết Hương tán đi khi nghe Dương Bách Xuyên nói thế, nàng dừng biến hóa. Nhưng cũng không hỏi lý do tại sao. Dù sao Tuyết Hương cũng tuyệt đối tin tưởng Dương Bách Xuyên, hắn nói gì nàng ấy cũng nghe theo. Về lý do Dương Bách Xuyên không muốn Tuyết Hương biến thành hình người, tất nhiên là lo lắng về tình huống xấu hổ sau khi biến hình. Hiện tại trên người Tuyết Hương không có tiên y, quần áo bình thường mặc trên người sau mỗi lần biến về bản thể đều bị xé rách. Vào thời điểm này đương nhiên không thể để Tuyết Hương biến hình rồi phô cả tòa thiên nhiên, nhớ bị người khác nhìn thấy thì sao? Nếu nhìn cũng chỉ có mình Dương Bách Xuyên mới được nhìn. Sau khi thấy Tuyết Hương dừng biến hình, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá. Ngay khi hai đại la cao lùn lần lượt chết đi, tại nơi sâu thẳm của tiên giới vô tận mây mù, tại một ngọn núi tiên nào đó. Ở đây có một cung điện gọi là Đại Điện Man Vương. Lúc này, trong Đại Điện Man Vương, trên một chiếc giường lớn có một nam và một nữ trần trụi. Đúng lúc đó, nam nhân đột nhiên đứng dậy, phát ra khí thế mạnh mẽ vô song. Ngay sau đó, nữ nhân cũng ngồi dậy, hai người lần lượt xuống giường. Nam nhân cao hai thước, ở trần, lộ ra làn da màu vàng, từng khối cơ bắp nổi lên, trông đầy sức mạnh như sắp nổ tung. Tiếng nổ mạnh như sấm từ miệng nam nhân trần trụi và hói đầu phát ra, đầy uy nghiêm vô song. Làm càn. Người này trông giống như một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đầu chọc chẳng khác một đại hòa thượng. Nhưng hắn ta lại không liên quan gì đến hòa thượng. Hắn chính là chủ nhân của Man Vương Tiên Sơn, Tiễn Bộ Man. Cũng là chỗ dựa đằng sau Yến Vô Lượng. Một cường giả hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm. Man Vương sao lại tức giận? Tiếng nói yêu kiều vang lên, nữ nhân từ giường bước xuống, thân mình khoác hờ một tấm khăn voan, có thể thấy rõ làn da trắng nõn nà. Nữ nhân này chính là em gái của Yến Vô Lượng, Yến Ngư Hồng, tiểu thiếp của Man Vương Tiễn Bộ Man, cũng là một cao thủ cấp đại la. Cái tên anh trai Yến Vô Lượng ngốc nghếch của ngươi cùng với hai đại la thị vệ đi theo ta đều đã chết. Tiễn Bộ Man nói xong thì vẫy tay, ngay lập tức một hình ảnh xuất hiện trong không gian rộng lớn của đại điện. Thực chất là hình ảnh được tạo ra bởi pháp lực, bên trong là cảnh tượng tại Sơn Môn của Thái Thanh Tiên Môn, Dương Bách Xuyên và những người khác đều ở đây. Chỉnh trang xong, tiểu thiếp của Man Vương Yến Ngư Hồng bắt đầu khóc giống lên, Man Vương, ngài phải giúp anh trai thiếp đòi lại công bằng. Có câu nói, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Họ giết anh trai thiếp, giết hai hộ vệ đại la của Man Vương, thế chẳng phải là không coi Man Vương ra gì ư. Hu hu, anh trai thiếp chết thảm, Man Vương, ngài phải giúp thiếp đòi lại công bằng. Được rồi, tiểu mỹ nhân của ta, đừng khóc nữa. Lần này ta sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt từng người bọn chúng. Báo thù cho anh trai của mỹ nhân. Man Vương Tiễn Bộ Man rất yêu thương tiểu thiếp Yến Ngư Hồng, thấy ả khóc lóc thì không chịu nổi, ngay lập tức quyết định tự mình ra tay. Yến Ngư Hồng đỏ hoe mắt, đẩy đưa từ chối, Man Vương, sai vài vị đỉnh phong đi trước không phải là được sao? Đâu cần ngài phải tự mình ra tay đâu chứ? Mỹ nhân của ta, đích thân ta đi sẽ đến nơi ngay lập tức. Hiện tại sai người đi sẽ mất thời gian, khi đến nơi thì chúng đã chạy mất. Bản vương phân thân đã đến nơi ngay. Hơn nữa, có một tiểu cô nương yêu tộc trông có vẻ không bình thường. Bản vương phân thân đi trước chân áp ngay tức khắc, nàng cứ chờ xem là được. Tiễn Bộ Man nói xong thì kim quang lóe sáng trên người. Ngay lập tức một người đàn ông mặc giáp vàng trông giống hệt hắn xuất hiện, đó chính là phân thân hỗn nguyên của hắn. Nó biến thành ánh sáng bay vọt ra và biến mất khỏi đại điện Man Vương. Lúc này, Dương Bách Xuyên còn chưa biết rằng tại đại điện Man Vương xa xôi, mọi hành động của họ đã bị Tiễn Bộ Man thấy được qua bí pháp. Hơn nữa, hắn đã gửi một phân thân hỗn nguyên đến đây. Kẻ thù mạnh hơn sắp đến, nhưng họ lại không hề biết.
Lúc này, trong đầu Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ không biết có nên nhờ Đỗ Nhân Kiệt xin một bộ tiên y cho Tuyết Hương không? Nghĩ đến thì, yêu cầu này hẳn Đỗ Nhân Kiệt sẽ đồng ý giúp. Dù sao hôm nay hắn và Tuyết Hương đã giúp Thái Thanh Tiên Môn, cũng xem như là ân nhân của Thái Thanh Tiên Môn, yêu cầu này không có gì quá đáng. Nếu không lát nữa Tuyết Hương biến thành hình người thì chẳng phải lại trần truồng trước mặt mọi người sao? Hắn chưa kịp làm gì, vừa định nói yêu cầu này với Đỗ Nhân Kiệt, thì Tuyết Hương đang lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng gầm dài. Growl. Ngay sau đó, hắn thấy Tuyết Hương di chuyển thân hình dài hàng trăm mét gầm gừ về phía khác. Dương Bách Xuyên vội vàng ngước nhìn, đồng tử co lại. Hắn đầu tiên thấy trên bầu trời xuất hiện một mặt trời vàng rực chói lọi. Nhưng Dương Bách Xuyên biết đó không phải là mặt trời, đó là một mối nguy hiểm lớn, nếu không Tuyết Hương không sẽ cảnh báo bằng tiếng gầm. Điều đáng nói nhất là Dương Bách Xuyên cảm nhận được từ quả cầu vàng như mặt trời kia một khí thức mạnh mẽ, giống như lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Khí thức mạnh mẽ phát ra từ Tuyết Hương, rất mạnh. Không chỉ mình Dương Bách Xuyên cảm nhận được, Đỗ Nhân Kiệt và những người khác đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ bao trùm khắp nơi. Sắc mặt mọi người thay đổi. Họ đều là tiên nhân, tất nhiên hiểu được áp lực mà quả cầu vàng phát ra có ý nghĩa gì. Nó không phải là mặt trời nhỏ mà là một đại cao thủ mạnh mẽ đã xuất hiện. Khuôn mặt Đỗ Nhân Kiệt lập tức cực kỳ nghiêm túc, ông ta ngẫm nghĩ gì đó. Vào lúc này, người có thể xuất hiện tại đây và phát ra một khí thế mạnh mẽ như vậy, rất dễ đoán được đó là ai. Khí tức mang theo uy áp chứa đầy sát ý, vì vậy nên Đỗ Nhân Kiệt nghĩ đến một người, đó là chỗ dựa đằng sau Yến Vô Lượng, Man Vương Tiễn Bộ Man. Chỉ có Tiễn Bộ Man mới có lý do để đến đây. Bởi vì họ và Dương Bách Xuyên đã giết Yến Vô Lượng, tiêu diệt hai đại la, và tiêu diệt hết tiên môn trung và cao. Cấp của Thượng Huyền Tiên Môn. Thế nên Man Vương tức giận cũng là điều bình thường. Chỉ là Đỗ Nhân Kiệt không ngờ rằng, đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Tất nhiên, bây giờ họ vẫn chưa biết rằng người đến đây có phải là Man Vương Tiến Bộ Man hay không. Dương Bách Xuyên cũng biết về sự tồn tại của Tiến Bộ Man, chỗ dựa đằng sau Yến Vô Lượng. Lúc này hắn cũng nghĩ đến Tiến Bộ Man. Nếu thực sự là người, thì mọi chuyện sợ rằng sẽ rất rắc rối. Dù hắn có Tuyết Hương ở bên cạnh, nhưng theo lời của Càn Khôn Chỉ Linh, Tuyết Hương chỉ là đại la đại viên mấn, chưa phải là cao thủ của Hỗn Nguyên cảnh. Còn Man Vương Tiễn Bộ Man lại là một cao thủ Hỗn Nguyên thực sự. Nếu Tiễn Bộ Man đến, thì mọi chuyện lớn lắm rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ thầm hy vọng người đến không phải là Tiễn Bộ Man. Nhưng đáng tiếc. Đôi khi sự tình phát triển trái ngược với mong muốn của con người. Trên cao, cầu sáng vàng dần dần tan biến, một người đàn ông trung niên chọc đầu bước ra. Áp lực mạnh mẽ càng trở nên nồng đậm. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh như sấm vang vọng khắp bốn phía. Giết thị vệ của bản vương, chém Yến Vô Lượng đại diện của bản vương tại Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, các người thật to gan, thấy bản vương còn không quỳ xuống. Từ cuối cùng quỳ rơi xuống như mang theo ma lực. Uy áp mạnh mẽ đột ngột tăng vọt. Phía dưới, tiên nhân của Thái Thanh Tiên Môn từng người một ngã xuống. Ai cũng tê liệt, không chống đỡ nổi áp lực mạnh mẽ này. Ngay cả Đỗ Nhân Kiệt và một số kim tiên khác cũng không ngoại lệ, cũng phải quỳ xuống, không chịu nổi áp lực mạnh mẽ đó. Cả người Dương Bách Xuyên run rẩy, nhưng khi hắn kích hoạt Càn Khôn Tạo Hóa Công, uy áp đè lên hắn bắt đầu giảm bớt. Huống hồ, phía trước hắn còn có Tuyết Hương. Lúc này, Tuyết Hương lại gầm lên với người đàn ông chọc đầu, có vẻ như nàng không bị ảnh hưởng bởi uy áp từ người kia. Khi nghe kẻ chọc đầu đó lên tiếng, mọi người đều tin chắc người đến chính là Man Vương Tiễn Bộ Man, chỗ dựa đằng sau Yến Vô Lượng. Chỉ là không ai ngờ rằng, đường đường một Hỗn Nguyên đạo tiên lại xuất hiện tại chỗ này. Quỳ xuống là chuyện không thể nào với Dương Bách Xuyên, hắn có công pháp thần đạo Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, hoàn toàn có thể chống được áp lực. Hơn nữa còn có Tuyết Hương ở trong không trung ngăn chặn, muốn hắn quỳ là không thể nào. Chỉ là lúc này phải đối mặt với một cường giả Hỗn Nguyên, trong lòng hắn không hề có lòng tin. Với Tiễn Bộ Man, nhưng mà Tuyết Hương lại lượn vòng trên trời cao, đố điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn vội vàng truyền âm cho Tuyết Hương, Tuyết Hương, không được thì chúng ta rút lui trước đi. Không sao, hẳn ta chỉ là một Hỗn Nguyên phân thân, ta nuốt hắn ta là được. Đây là Tuyết Hương nghiêm túc trả lời Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, lúc lâu sau, Dương Bách Xuyên vẫn không nói chuyện. Hắn không biết lời Tuyết Hương nói có phải thật không, nếu như là nói thật, vậy thì Tuyết Hương đúng là dũng mãnh. Nếu như là giả thì sao?
Đây là chuyện sẽ mất mạng. Có điều Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương không cần thiết phải nói dối, nếu nàng ấy đã dám nói như vậy, thì chắc chắn là thật rồi. Tuyết Hương trả lời vô cùng bình tĩnh, không hề căng thẳng chút nào. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên đã nghe được một từ trọng điểm. Đó chính là hỗn nguyên phân thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là phân thân thì hình như không đáng sợ như vậy nữa rồi. Tất nhiên bất cứ phân thân nào cũng không thể so với bản tôn. Sau khi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên hỏi Tuyết Hương, có nắm chắc không? Không nắm chắc thì chúng ta đừng mạo hiểm, trực tiếp rút lui. Yên tâm đi, ta sẽ nuốt trọn hắn, một hỗn nguyên phân thân thôi, ta lợi hại hơn hắn. Tuyết Hương vô cùng bình tĩnh truyền âm. Được rồi, người cẩn thận chút, lúc này tất nhiên Dương Bách Xuyên lựa chọn tin tưởng Tuyết Hương. Bản thân hắn cũng đang điều động sức mạnh toàn thân, chuẩn bị chờ cơ hội hành động, nếu thấy Tuyết Hương không đối phó được, thì dù hắn có liều mạng cũng phải xông lên. Lúc Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương truyền âm trao đổi, phân thân của Tiễn Bộ Man trên bầu trời đang nhìn hắn và Tuyết Hương, cuối cùng nhìn chằm chằm Tuyết Hương, nói, nhiệt xúc giết thị vệ của ta, gan to lắm, bổn vương cho ngươi một lựa chọn, thần phục bổn vương, từ nay về sau làm tọa kỵ của bổn vương, hôm nay bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy Tiễn Bộ Man vậy mà bắt đầu chú ý tới Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên lập tức nổi giận, chợt nhảy lên giữa không trung, đáp ở trên lưng của Tuyết Hương, nhìn chằm chằm Tiễn Bộ Man, chửi ầm lên, lừa chọc không biết xấu hổ, Tuyết Hương nhà ta là thân phận gì, làm tọa kỵ cho ngươi. Ngươi tính là cái thá gì, phí. Lúc trước ở đại điện Man Vương của Tiễn Bộ Man, hắn ta đã thấy Dương Bách Xuyên thông qua bí pháp ảnh chiếu, biết được tiểu tử tóc trắng này là hung thủ giết chết Yến Vô Lượng. Thực ra từ lúc bắt đầu Tiễn Bộ Man đã nhắm vào Dương Bách Xuyên. Một chân tiên có thể giết kim tiên, đây vốn là kẻ chướng mắt. Hơn nữa dưới uy áp, trên cả chiến trường chỉ có tiểu tử tóc trắng này và yêu tiên độc giác song Dực Long không bị uy áp của hắn ta ảnh hưởng. Muốn không chú ý cũng khó. Đương nhiên trong mắt Tiễn Bộ Man, so với Dương Bách Xuyên thì độc giác song Dực Long Tuyết Hương mới là trọng điểm, cho nên hắn ta hoàn toàn không để ý tới Dương Bách Xuyên. Nhưng không ngờ, tiểu tử này lại to gan như vậy, dám mắng chửi hắn ta. Điều này khiến trong lòng Tiễn Bộ Man tức điên rồi. Nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên đứng trên lưng Tuyết Hương, Tiễn Bộ Man lạnh lùng nói, ha ha, tiểu tử có thể ngươi còn chưa biết bổn vương, bây giờ bổn vương có thể nói cho ngươi hay, bổn vương là chủ nhân của Man Vương Tiên Sơn, Tiễn Bộ Man. Ta còn là chỗ dựa của Yến Vô Lượng, là hỗn nguyên đạo tiên. Ngươi là đang tìm cái chết, trong mắt bổn vương, ngươi hoàn toàn không có tư cách để bổn vương nhìn thẳng, nhưng nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết như vậy, bổn vương sẽ đánh chết ngươi trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên nghe hẳn ta nói suýt nữa thì tức cười, không lẽ hắn chưa từng gặp tiên nhân chắc. Huynh đệ kết nghĩa lục nhĩ mi hầu thế nào? Đó là cấp bậc tiên vương. Phong tiên thì sao? Cũng là cấp bậc tiên vương, xưng hô tỷ đệ với hắn đấy. Hơn nữa lão đầu nhà hắn Vân Thiên Tà, thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, tồn tại cấp bậc tiên tôn, ở tiên giới cũng là nhân vật đứng đầu của đứng đầu. Người ta cũng kiêu căng. Nhưng chưa gặp ai kiêu căng như Tiễn Bộ Man. Nói toẹt ra chỉ là hỗn nguyên đạo tiên thôi, hơn nữa còn là phân thân, không ngờ lại kiêu căng như vậy. Lão già, không phải ngươi chỉ là một hỗn nguyên phân thân thôi à, còn có mặt mũi xưng vương. Xem thường tiểu gia có thể lấy mạng ngươi. Dương Bách Xuyên mắng, rồi nói với Tuyết Hương giết. Growl. Tuyết Hương phát ra tiếng rồng ngâm, ngay sau đó há to miệng như chậu máu. Phải giáp khắp người tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Dương Bách Xuyên lờ mờ thấy được mỗi vùng vảy giáp trên người Tuyết Hương lại có phù văn ẩn hiện, trên cơ thể dài hơn 100 mét, vô số vảy giáp đang lấp lóe, thật sự vô cùng chấn động. Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được tình hình lúc lần đầu hắn gặp Tuyết Hương ở mật thất, khí tức mạnh mẽ tới mức khiến hắn khiếp sợ khi đó lại phát ra từ trên người Tuyết Hương. Cùng là khí tức uy áp, trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, khí tức uy áp của Tiễn Bộ Man chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi gặp tráng hán khi đứng trước mặt Tuyết Hương. Hắn cũng biết trước khi rời đi Tuyết Hương hoàn toàn chưa sử dụng thực lực chân chính, nói cách khác trận chiến của Tuyết Hương và hai đại la lúc trước thực ra giống như đang chơi đùa. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã tin Tuyết Hương nói có thể nuốt trọn hỗn nguyên phân thân của Tiễn Bộ Man, chắc là không sai rồi. Vì khí tức của hai người chênh lệch rất lớn, chênh lệch khí tức chính là chênh lệch thực lực. Cho nên Dương Bách Xuyên tin Tuyết Hương thật sự có thể nuốt trọn phân thân của Tiễn Bộ Man. Còn Tiễn Bộ Man lúc này, hắn ta thấy khí tức cả người Tuyết Hương bùng lên, nghe Tuyết Hương và Dương Bách Xuyên nói chuyện,
trong lòng hắn ta còn hơi buồn bực. Sự việc phát triển hoàn toàn không giống như dự đoán của hắn ta, đã vượt qua tưởng tượng, thậm chí là sắp sụp đổ. Dương Bách Xuyên và Độc Giác Song Dực Long hoàn toàn không bị hù dọa. Một người một yêu đều rất to gan, còn ăn nói lỗ mãng với Hỗn Nguyên Đạo. Tiên như hắn ta, không hề khách sáo, thậm chí Tiên Bộ Man còn loáng thoáng nghe ra ý xem thường. Mặc dù hắn ta là Hỗn Nguyên phân thân, nhưng cũng là Hỗn Nguyên. Cả tiên giới, tiên nhân có thể đạt đến Hỗn Nguyên Đạo tiên cảnh chắc chắn không phải số nhiều. Sao hắn ta thấy Dương Bách Xuyên và yêu tiên đối xử với hắn ta giống như tiểu yêu, tiểu tiên? Điều này khiến Tiễn Bộ Man vô cùng phẫn nộ. Nhưng trong nháy mắt, sau khi cảm nhận được khí thế tản ra từ trên người Độc Giác Song Dực Long, cuối cùng sắc mặt của Tiễn Bộ Man cũng thay đổi. Lúc phân thân này của Tiễn Bộ Man thấy phù văn hiện lên trên vảy giáp khắp người Độc Giác Song Dực Long, thậm chí trong lòng hắn ta còn nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy. Đây là ý nghĩ vô cùng hoang đường. Đương nhiên lúc này cho dù hắn ta muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì Độc Giác Song Dực Long ở đối diện đã cắn xé về phía hắn ta. Giờ phút này, Tiễn Bộ Man không kịp nghĩ ngợi gì, toàn lực ứng phó với công kích của Độc Giác Song Dực Long mới là chuyện chính. Gừ, chết cho ta. Tiễn Bộ Man giống giận, trong hai tay có tiên lực to lớn tạo thành hình xoáy nước, sau đó hắn ta đột nhiên khép hai tay lại, đẩy về phía Tuyết Hương, Hỗn Nguyên nhất khí, không gian xé rách. Tiễn Bộ Man dứt lời, ở hai tay hắn ta bùng nổ, hai xoáy nước tạo thành một vòng xoáy to khoảng 9 mét, trong nháy mắt giống như lỗ đen quét về phía Tuyết Hương. Hơn nữa vòng xoáy càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng to. Lúc vòng xoáy to lớn này đến chỗ cách Tuyết Hương 3 mét thì đã biến thành một vòng xoáy lỗ đen khổng lồ đường kính 100 mét. Bên trong đen như mực, thực ra đây chính là hư không, lỗ đen vô cùng vô tận. Chiêu này cũng là thần thông pháp tắc Tiễn Bộ Man tu luyện, không gian Hỗn Nguyên. Nó có thể cắn nuốt tất cả vào trong vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy cấp tốc cũng có thể xé nát bất cứ sinh linh nào, cho dù không xé nát được, thì cũng sẽ hoàn toàn bị hút vào trong không gian vô tận. Chẳng khác nào một loại lưu đày, một loại tử vong. Bởi vì trong hư không không có bất cứ năng lượng sức mạnh sinh linh nào tồn tại, còn tràn đầy nguy hiểm, bão hư không chính là sát thủ lớn nhất. Tiễn Bộ Man không dám qua loa với Tuyết Hương, sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm của nàng ấy, hắn ta vừa ra tay đã là thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Thề muốn một đòn giết chết Độc Giác Song Dực Long. Thế nhưng Tuyết Hương vẫn vô cùng bình tĩnh. Nếu không cũng sẽ không nhẹ nhàng nói có thể nuốt trọn Tiễn Bộ Man với Dương Bách Xuyên. Nhưng đối mặt với vòng xoáy khổng lồ vô cùng đáng sợ của Tiễn Bộ Man, Dương Bách Xuyên đứng trên lưng Tuyết Hương cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm người. Lúc này, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Không biết đối mặt với công kích vòng xoáy mạnh mẽ như vậy của Tiễn Bộ Man, nàng ấy có thể chống lại không? Tóm lại trong lòng Dương Bách Xuyên rất hoảng loạn, có điều lúc này đã là trạng thái đâm lao thì phải theo lao. Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, điều có thể làm chính là dốc toàn lực đọ sức một phen. Nhưng lúc hắn đang vô cùng lo lắng, vận chuyển sức mạnh trong người, thì nghe thấy Tuyết Hương thét dài. Growl, sau tiếng rồng ngâm, Dương Bách Xuyên phát hiện vảy giáp cả người Tuyết Hương bùng lên vô số phù văn, nổi lên trên vảy giáp, ngay lập tức Tuyết Hương lại. Biến thành một côn long. Bỗng chốc cơ thể dài ra gấp 10 lần, biến thành dáng vẻ dài mấy nghìn mét, trông càng to lớn hơn. Đây là Tuyết Hương, cũng là thần thông của nàng ấy. Đột nhiên há miệng nuốt vòng xoáy đường kính 100 mét của Tiễn Bộ Man. Cùng lúc này Dương Bách Xuyên cũng thấy độc giác màu bạc trên đầu Tuyết Hương ngày càng sáng chói, thật sự giống như mặt trời, khiến nước mắt hắn chảy ràn rụa. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, nhưng trước khi nhắm mắt, Dương Bách Xuyên lờ mờ thấy trên độc giác của Tuyết Hương bùng ra chùm sáng vô cùng to trắng xóa như tia chớp, trong phút chốc đánh về phía vòng xoáy của Tiễn Bộ Man. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng nổ vang long trời lở đất. Dương Bách Xuyên nghe mà cũng thấy đau tai. Lúc này hắn gắng gượng mở mắt ra nhìn. Quả thật đã thấy một cảnh khiến hắn mừng rỡ. Sau khi sức mạnh độc giác trên đỉnh đầu Tuyết Hương bùng nổ, vòng xoáy của Tiên Bộ Man đang nhanh chóng tan vỡ. Cơ hội tốt. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng, một kiếm dốc toàn lực chuẩn bị từ chuẩn lập tức chém ra, lao thẳng tới vòng xoáy. Mặc dù vòng xoáy của Tiễn Bộ Man đang sụp đổ, nhưng vẫn không nhanh như vậy. Một kiếm này của Dương Bách Xuyên chính là thêm một đao để tăng tốc độ sụp đổ. Một kiếm này của hắn là mượn sức mạnh của Hắc Liên, cũng đã điều động sức mạnh thủy chi căn nguyên trong cơ thể, thần lực trong càn khôn đạo nguyên, còn có lực thanh liên tiên hỏa cắn răng thúc dục ra. Kiếm khí bùng nổ,
biến thành một kiếm khí 100 mét chém thẳng qua. Chỉ là lúc này Tuyết Hương còn nhanh hơn hắn, đã cắn lấy vòng xoáy của tiến bộ man. Bịch! Sau một tiếng nặng nề, vòng xoáy của tiến bộ man hoàn toàn vỡ vụn. Phụt! Lúc này lực của vòng xoáy bị bạo lực cưỡng chế đánh nát, tiến bộ man ở sau vòng xoáy bị cắn trả, phun ra máu tươi. Đương nhiên cũng là kết quả do sức mạnh mạnh mẽ của Tuyết Hương ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên vốn tưởng kiếm của mình sẽ đánh hụt, nào ngờ ngay sau đó trong lòng hắn lại vui mừng. Kiếm chém xuống, mặc dù không kịp vòng xoáy, nhưng lại vừa hay chém lên người tiến bộ man. Không, tiến bộ man hoàn toàn không thể né tránh dưới một loạt công kích liên tiếp của Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Hắn ta bị kiếm của Dương Bách Xuyên chém trúng, cơ thể biến thành vô hình trong tiếng kêu không cam lòng. Hoặc nói là hắn ta đã tiêu đời ngay tại chỗ dưới hai loại lực lượng cực đoan thủy chi căn nguyên và thanh liên tiên hỏa của Dương Bách Xuyên, băng giá cùng cực và thiêu đốt cùng cực. Có điều giây phút cuối cùng trước khi hắn ta biến mất hoàn toàn, lại vang lên một tiếng uy hiếp nồng đậm, tiểu tử, ngươi đợi đấy, bổn vương sẽ đích thân đến tìm các ngươi tính sổ. Có thể tiêu hủy một hỗn nguyên phân thân của bổn vương, không có nghĩa là các ngươi có thể tiêu hủy bản tôn của bổn vương, rửa sạch cổ mà đợi đi. Tiếng nói u ám như lời nguyền vang dội trên bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Phù, cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Dương Bách Xuyên nhìn chỗ phân thân của tiến bộ man tiêu tan, lẩm bẩm. Trong lòng hắn cũng hơi nặng nề, biết tiến bộ man không nói khoác, hôm nay hẳn và Tuyết Hương chỉ giết một hỗn nguyên phân thân của hẳn ta. Nếu ngày nào đó bản tôn của tiến bộ man tìm đến, thì hắn và Tuyết Hương có thể ứng phó không? Bị một hỗn nguyên đạo tiên nhớ nhung, đây không phải chuyện tốt đẹp gì nhất. Một trận chém giết kết thúc. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng nôn nóng sốt ruột. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là chân tiên trung phẩm, lại bị một hỗn nguyên đạo. Tiên ghim, đối với Dương Bách Xuyên hiện tại, chuyện này rất nguy hiểm. Mặc dù Tuyết Hương cường đại nhưng cũng chỉ là đại la, căng chết là đại la đại viên mãn đỉnh phong. Có thể đối phó với phân thân của tiến bộ man, không có nghĩa có thể đối phó với bản thân tiến bộ man. Nhà đầu này cũng đơn thuần, không thể chuyện gì cũng dựa vào nàng, đây không phải phong cách của Dương Bách Xuyên. Cho nên vẫn phải tăng lên thực lực của bản thân. Đỗ Nhân Kiệt mời Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương vào Thái Thanh Tiên Môn. Vừa lúc Dương Bách Xuyên cũng có việc muốn nhờ Đỗ Nhân Kiệt, nên đi theo Đỗ Nhân Kiệt vào Thái Thanh Tiên Môn. Đương nhiên trước khi đi vào Thái Thanh Tiên Môn, Dương Bách Xuyên tìm Đỗ Nhân Kiệt hỏi tiên y cho Tuyết Hương. Đỗ Nhân Kiệt cũng rất hào phóng, trực tiếp lấy ra 10 bộ tiên y tặng cho Tuyết Hương, mặc dù đều là tiên y hạ phẩm, nhưng cũng tốt hơn quần áo bình thường nhiều. Không cần lo lắng mỗi lần Tuyết Hương biến hóa sẽ trần truồng. Xong việc Dương Bách Xuyên mới mang theo Tuyết Hương và Yến Xích Hà vào Thái Thanh Tiên Môn. Đại điện Thái Thanh, Đỗ Nhân Kiệt và vài vị trưởng lão của Thái Thanh Tiên Môn tỏ vẻ cảm ơn Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Nếu lần này Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương không đến hỗ trợ, Thái Thanh Tiên Môn sẽ bị Yến Vô Lượng xóa tên. Một trận đại chiến mạo hiểm, Thái Thanh Tiên Môn chỉ mất đi 2 trưởng lão Kim Tiên, đây đã là đại giới nhỏ nhất. So với Thượng Huyền Tiên Môn hoàn toàn xong đời từ môn chủ Yến Vô Lượng đến trưởng lão và các đệ tử chân tiên, thì tình trạng của Thái Thanh Tiên Môn tốt hơn nhiều. Đương nhiên còn có 2 đại la thượng tiên do Yến Vô Lượng mời đến, thậm chí phân thân hỗn nguyên của tiến bộ man cũng chết ở Thái Thanh Tiên Môn. Mặc dù thế giới Đại Thanh đã không có kẻ địch nguy hiểm như Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên Môn. Nhưng đối với Đỗ Nhân Kiệt, lần này ông ta cũng trêu chọc phải một kẻ địch vô cùng cường đại. Man Vương Tiên Sơn hỗn nguyên đạo tiên tiến bộ man. Chắc chắn tiến bộ man không chỉ sẽ ghim Dương Bách Xuyên, cả Thái Thanh Tiên Môn cũng bị tiến bộ man ghi hận. Nếu tiếp theo không có cao thủ che chở, Thái Thanh Tiên Môn cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị xóa sổ. Dương Bách Xuyên vẫn may hắn, hắn có thể vỗ mông rời khỏi thế giới Đại Thanh tránh né sự đuổi giết của tiến bộ man. Nhưng căn cơ của Thái Thanh Tiên Môn ở chỗ này nên không chạy được, hơn nữa nhiều người như vậy cũng không dễ chạy. Trừ khi Đỗ Nhân Kiệt phân phát Thái Thanh Tiên Môn. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, đối với một tiên môn, phân phát tương đương hủy diệt, vứt bỏ công sức tổ tiên, Đỗ Nhân Kiệt sẽ không làm như vậy. Vứt bỏ cơ nghiệp tổ tông, chuyện này còn khó chịu hơn giết ông ta. Nhưng không nghĩ cách khác, Thái Thanh Tiên Môn cũng gặp phải cục diện họa diệt tông. Dương Bách Xuyên lo lắng suy xét những việc này cho Đỗ Nhân Kiệt bởi vì Đỗ Kiệt Bân là bạn tốt của hắn. Nhưng trong lúc nói chuyện với Đỗ Nhân Kiệt, hắn phát hiện Đỗ Nhân Kiệt rất thoải mái nhẹ nhàng, giống như không để ý chuyện đắc tội với một hỗn nguyên đạo tiên.
Dương Bách Xuyên thầm bội phục Đỗ Nhân Kiệt, quả nhiên là tiên chủ tiên môn, Thái Sơn đè xuống cũng không đổi sắc, xem ra ta phải học tập rất nhiều, nếu muốn trở thành một vị tiên chủ tiên môn đủ tư cách, hắn cần phải học tập rất nhiều. Đỗ Nhân Kiệt nhìn có vẻ không hề để ý, nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ không muốn làm thuộc hạ lo lắng, đây mới là tiên chủ tiên môn. Hiền chất, hiền chất. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ miên man, Đỗ Nhân Kiệt thấy Dương Bách Xuyên ngẩn người, không nhịn được kêu to. Gọi ba lần liên tiếp, cuối cùng Dương Bách Xuyên mới hoàn hồn, vội vàng nói, a, tiền bối, ngài gọi ta. Ha ha, ngươi đang nghĩ gì vậy? Còn có, nếu ngươi và con ta là bạn tốt, lão phu sẽ gọi ngươi là hiền chất, ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, có thể gọi ta là Đỗ Bá Phụ cũng được. Đỗ Nhân Kiệt cười nói, tiểu chất bái kiến Đỗ Bá Phụ. Dương Bách Xuyên đứng dậy hành lễ, hắn biết Đỗ Nhân Kiệt đã chính thức tán thành hẳn. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Đỗ Nhân Kiệt vui vẻ cười to, sau đó hỏi, thấy hiền chất ngẩn người, có tâm sự hả? Dương Bách Xuyên nghe vậy, không nhịn được trợn trắng mắt, Đỗ Bá Phụ, ngài biết rõ còn cố hỏi, ta và Tuyết Hương giết chết phân thân Hỗn Nguyên, hiện tại đã bị một cao thủ Hỗn Nguyên ghim. Ngài nói xem ta có thể không lo sao, ta và Đỗ Kiệt Bân là bạn tốt, hiện giờ hắn không ở, Bá Phụ và Thái Thanh Tiên Môn cũng sẽ bị tiến bộ man ghim thù, không biết Bá Phụ có cách giải quyết nào không? Hơn nữa cũng do ta liên lụy Bá Phụ và Thái Thanh Tiên Môn, trong lòng tiểu chất rất băn khoăn, nhưng Dương Bách Xuyên này không phải loại người vô liêm sỉ, nếu tiến bộ man trả thù, tiểu chất tuyệt đối sẽ đứng chung một chỗ với Thái Thanh Tiên Môn. Dương Bách Xuyên không nhịn được nói ra nỗi lo của mình, cũng tỏ rõ lập. Trường cá nhân, nguyện ý cùng tiến cùng lùi với Thái Thanh Tiên Môn. Ha ha ha, quả nhiên con ta không nhìn lầm người, tốt tốt tốt. Đỗ Nhân Kiệt nghe xong cười phá lên. Sau đó nói, hiền chất đừng lo, những việc này không phải việc lớn, sau khi trận chiến kết thúc, Đỗ Kiệt Bân gửi tin nói chuyện bên kia cũng đã xong xuôi. Con ta thành công mở ra phong lôi tiên thể, dựa theo ước đoán, vị Hỗn Nguyên đạo tiên năm đó gặp được đã nhận nó làm đồ đệ. Hiện tại con ta đã trở thành đệ tử của Vĩnh Lăng đạo tiên, lúc này hai người bọn họ đang trên đường đến đâu. Cho nên không cần lo về vấn đề này, tiến bộ man chỉ là một Hỗn Nguyên đạo tiên sơ phẩm. Xưng vương xưng bá ở một phương. So với Vĩnh Lăng đạo tiên, một Hỗn Nguyên đạo tiên cao giai, sư phụ của con ta thì tiến bộ man không là gì cả. Nếu tiến bộ man thật sự dám mò đến Thái Thanh Tiên Môn, đảm bảo hắn ta có đi không về. Nếu ngươi là bạn tốt của con ta, cũng gọi ta là bá phụ, chờ Vĩnh Lăng đạo tiên đến, cho dù táng ra bại sản, lão phu cũng sẽ giúp ngươi bái nhập. Vào dưới trướng Hỗn Nguyên đạo tiên, đến lúc đó tiên bộ man cũng không dám tìm đến ngươi. Đỗ Nhân Kiệt hưng phấn nói. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết được thì ra không phải Đỗ Nhân Kiệt bình tĩnh, mà là Đỗ Kiệt Bân đã bái sư thành công. Thảo nào Đỗ Nhân Kiệt bình tĩnh như vậy? Theo lời Đỗ Nhân Kiệt, nơi Đỗ Kiệt Bân bái sư cách nơi này rất xa, sau khi bái sư còn phải xử lý vài chuyện cho nên mới chậm trễ như vậy. Bây giờ Đỗ Kiệt Bân đã bái sư xong, dẫn sư phụ Vĩnh Lăng đạo tiên của hắn A đến Thái Thanh Tiên Môn để chỉ viện. Xem như đã tìm được một chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa sư phụ của Đỗ Kiệt Bân, Vĩnh Lăng đạo tiên ở dưới trướng của Phương Đông Giao tiên quân là một giai tầng càng thêm cấp cao. Thời trẻ Đỗ Kiệt Bân đi theo Gia Gia đi du lịch, gặp được Vĩnh Lăng đạo tiên, sau đó kết một phần cơ duyên. Năm đó sau khi rời tiên phủ Đại La, Đỗ Kiệt Bân đã đi theo Gia Gia đến đạo. Tràng của Vĩnh Lăng đạo tiên để bái sư. Cuối cùng cũng có kết quả. Đỗ Nhân Kiệt cũng không tệ, cam đoan giúp Dương Bách Xuyên bái nhập Hỗn Nguyên đạo tiên. Như vậy mới có thể làm tiến bộ man kiêng dè. Rốt cuộc tiến bộ man chỉ là một Hỗn Nguyên đạo tiên sơ phẩm, nhưng sư phụ của Đỗ Kiệt Bân không chỉ là một Hỗn Nguyên đạo tiên cao giai, còn là cao thủ dưới trướng của một tiên quân. Hai bên không thể so sánh. Nghe xong nỗi lo trong lòng Dương Bách Xuyên tan hơn nửa, nhưng hắn đành phải từ chối chuyện bái sư mà Đỗ Nhân Kiệt vừa nói. Bởi vì hắn có sư phụ. Hơn nữa sư phụ của hắn không phải tiên nhân bình thường. Dương Bách Xuyên chướng mắt Hỗn Nguyên gì đó. Đương nhiên không thể nói những chuyện này với Đỗ Nhân Kiệt. Nếu đã giải quyết xong nỗi lo, Dương Bách Xuyên cũng đưa ra lời tạm biệt. Dương Bách Xuyên không thể nói hết các lý do cho Đỗ Nhân Kiệt, chỉ có thể nói hiện tại hắn không thể ở lại thế giới Đại Thanh nên quyết tâm rời đi. Cũng không định chờ Đỗ Kiệt Bân đến, dù sao hắn có suy tính của riêng mình. Đỗ Nhân Kiệt cũng không cưỡng bách Dương Bách Xuyên, nhưng lại chuẩn bị cho Dương Bách Xuyên một kiện đựng tiên khí. Chủ nhân, thuộc hạ có một câu hỏi.
Sau khi rời khỏi Thái Thanh Tiên Môn, Yến Xích Hà không nhịn được lên tiếng. Dương Bách Xuyên có thể đoán được Yến Xích Hà định hỏi gì, cười nói, có phải muốn hỏi tại sao ta không ở lại hay không? Nếu ở lại, tạm thời chúng ta có thể an toàn, hơn nữa khả năng cao sẽ gia nhập dưới trướng một vị hỗn nguyên đạo tiên cao giai, sau đó không cần phải lo về tiến bộ man, cũng có thể đi trên con đường rộng thênh thang. Yến Xích Hà gật đầu nói, chủ nhân anh minh, đây là điều mà thuộc hạ muốn biết. Ha ha, Yến Xích Hà, người cảm thấy ở tiên giới, hỗn nguyên đạo tiên hoặc tiên quân có phải rất cao hay không? Dương Bách Xuyên cười nói. Yến Xích Hà gật đầu, đúng vậy, toàn bộ con đường tu tiên, chín đại cảnh giới, một cảnh qua một cảnh, đừng nói hỗn nguyên đạo tiên, cho dù là cảnh giới đại. Là cũng là cảnh giới mà rất nhiều tiên nhân tốn cả đời cũng không đạt được. Còn tiên quân, đó là nhân vật trong truyền thuyết trong lòng thuộc hạ, thật sự cũng không dám tưởng tượng. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên bật cười. Sau đó nhếch miệng nói, Yến Xích Hà, nếu ta nói cho ngươi, ta có một người huynh đệ là tiên vương, ngươi tin không? À, tin, Yến Xích Hà cảm thấy chủ nhân này của hắn ta đang khoác lác. Đừng miễn cưỡng như vậy, ta hỏi ngươi cấp bậc cường đại nhất tiên giới, đứng trên đỉnh kim tự tháp là gì? Dương Bách Xuyên nói. Yến Xích Hà nói, biết, là tiên tôn, cao thủ đứng đầu tiên giới, tiên nhân chân chính trong truyền thuyết. Nếu đời này có thể gặp được tiên tôn một lần, chết cũng không tiếc. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bật cười nói, yên tâm đi, đi theo ta, ngày nào đó giới thiệu tiên tôn cho ngươi. Yến Xích Hà không nhịn được trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm, chủ nhân, ngươi cho rằng tiên tôn là cải trắng chắc, đó là thần tiên, thần long thấy đầu, không thấy đuôi. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói, tiểu tử nhà ngươi đừng không tin, sư tôn của ta chính là tiên tôn, ha ha ha. Yến Xích Hà không còn gì để nói, coi như vị chủ nhân này đang nói phét. Yến Xích Hà đi theo sau Dương Bách Xuyên, nói, chủ nhân, đừng nói tiên tôn, cho dù để ta gặp tiên đế một lần, đó cũng là một vinh dự to lớn, ha ha. Nhìn ngươi đi, xu này ta sẽ giúp ngươi tu luyện đến tiên đế. Dương Bách Xuyên mạnh miệng nói. Ha ha, Yến Xích Hà nhếch miệng cười, không coi là thật. Nhưng cuộc nói chuyện hôm nay của hai chủ tớ, ở ngày nào đó của tương lai. Sau khi Yến Xích Hà đạt được tiên đế phong hào, nhớ lại cuộc trò chuyện này đều than thở chủ nhân của mình là đại thần chân chính. Ba người đi được một đoạn, Yến Xích Hà hỏi, chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ta sợ tiến bộ man sẽ không cam lòng để yên. Đúng vậy, nên rời đi, hiện tại Thái Thanh Tiên Môn cũng coi như an toàn, ta cũng không cần lo lắng cho Đỗ Kiệt Bân. Tiếp theo chúng ta phải rời khỏi thế giới Đại Thanh, phải né tránh lão bất tử tiên bộ man kia, tu vi của chúng ta không đủ. Không thể lúc nào cũng dựa vào Tuyết Hương, để ta nhìn bản đồ. Nói xong Dương Bách Xuyên lấy ra đồ đựng tiên khí mà Đỗ Nhân Kiệt đưa tặng. Trước khi rời đi, hắn đã hỏi xin Đỗ Nhân Kiệt một phần bản đồ tiên giới, mà Đỗ Nhân Kiệt đã đưa cho hắn một đồ đựng tiên khí. Có lẽ bản đồ ở bên trong. Ta có thể bảo vệ ngươi. Tuyết Hương nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, ừ, Tuyết Hương lợi hại nhất. Hiện tại Dương Bách Xuyên rất thích nha đầu ngây thơ trong sáng này. Nói xong Dương Bách Xuyên dùng thần thức tiến vào đồ đựng tiên khí. Sau đó hắn há hốc mồm. Cảm thấy vô cùng cảm động. Trong hộp đựng tiên khí do Đỗ Nhân Kiệt tặng, Dương Bách Xuyên không chỉ thấy một phần bản đồ tiên giới, còn là loại cao cấp. Còn có 3.000 viên tiên thạch hạ phẩm, một lọ tiên đan, mặc dù là tiên đan hạ phẩm nhưng giá trị cũng rất xa xỉ. Còn lại là mấy tiên dược thường dùng. Đều là mấy thứ hắn có thể sử dụng ở cảnh giới hiện tại. Mặc dù bởi vì nguyên nhân cá nhân nên từ chối ý tốt của Đỗ Nhân Kiệt, không ở lại, nhưng Đỗ Nhân Kiệt cũng không bạc đãi hắn. 3.000 viên tiên thạch hạ phẩm, đây gần như là tài sản của Thái Thanh Tiên Môn. Dương Bách Xuyên khắc ghi ân tình này vào trong lòng. Sau đó mở bản đồ, nhìn một lượt, cuối cùng Dương Bách Xuyên xác định địa điểm cách thế giới đại thành 60 vạn dặm thành tiên đan. Lý do chọn thành tiên đan là khoảng cách tương đối gần, với tu vi hiện tại của hắn, còn chưa dám chạy quá xa, tiên giới vô tận, tu vi chân tiên của hắn mà muốn chạy ra thì rất nguy hiểm. Mặt khác, sau khi có được sách kỳ quân đan, còn chưa bắt đầu ra tay luyện đan, nếu có thể luyện chế ra 3 viên nghịch thiên tiên đan, ít nhất có thể làm hắn bước vào cảnh giới hỗn nguyên. Hơn nữa ở phần chú giải trên bản đồ, đây là nơi các luyện đan sư tụ hội, gần như là thị trường tiên dược lớn nhất phía đông tiên giới. Cho nên Dương Bách Xuyên lựa chọn đi nơi này. Hắn cần thiết tăng lên thực lực của mình, đi đến thành tiên đan cũng có thể tránh né tiến bộ man.
Yến Xích Hà, người có biết gì về thành tiên đan không? Dương Bách Xuyên dò hỏi Yến Xích Hà. Ta biết thành tiên đan, đây là nơi hội tụ của các luyện đan sư lớn nhất phía đông tiên giới, cũng là một nơi hội tụ ngàn tỷ sinh linh bát phẩm. Khí tiên nguyên ở nơi này vô cùng dày đặc, có ích cho tu luyện, cũng có thể mua sắm tiên đan, đương nhiên tiền đề là phải có đủ tiên thạch, mặc dù ta chưa đến đó, nhưng nghe nói tiêu phí ở thành tiên đan có thể dọa chết người, chủ nhân thật sự muốn đi thành tiên đan. Yến Xích Hà hỏi. Tất nhiên phải đi, người có biết gì về phân chia thế lực ở thành tiên đan không? Dương Bách Xuyên hỏi. Nghe đồn thành tiên đan có ba thế lực lớn, gồm tiên đan lâu, ma đan điện và vân hỏa các. Ba nhà này khống chế thành tiên đan, hình thành một quy tắc vận chuyển độc lập, còn tính công bằng. Nhưng ở thành tiên đan còn có một thế lực thần bí khác, mặc dù không tham dự tranh đấu trong thành tiên đan, nhưng lại tách biệt với ba thế lực lớn kia. Thế lực thần bí đặc thù này là luyện tạo tiên minh, là nơi hội tụ tất cả mọi thứ có liên quan đến đạo luyện chế. Luyện tạo tiên minh không phải thế lực của một nhà nào đó, mà là thế lực do các cao thủ đứng đầu đạo luyện chế của tiên giới tạo thành. Bao gồm luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú, con rối, trận pháp, nói cách khác luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, trận pháp sư, con rối sư đều có thể tiến vào luyện tạo tiên minh. Đây cũng coi như một tổ chức công bằng minh bạch, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của luyện tạo tiên minh, tiên nhân của đạo luyện chế nào cũng có thể đạt được huân chương tương ứng, huân chương do luyện tạo tiên minh ban phát được cả tiên giới tán thành. Đi ra ngoài sẽ có được đãi ngộ rất cao. Được, quyết định như vậy, hiện tại chúng ta đi thành tiên đan. Yến Xích Hà còn chưa nói xong đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, quyết định. Không vì lý do gì khác, bởi vì thành tiên đan có một thế lực tên là tiên đan lâu. Dương Bách Xuyên phải đi nơi này. Bởi vì lúc trước đạt được sách kỳ quân đan đã thề sẽ phá hủy tiên đan lâu để báo thù cho kỳ quân tiên nhân. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn cho rằng lâu như vậy, tiên đan lâu không còn tồn tại, không ngờ vẫn còn tồn tại đến nay. Có lý do đến thành tiên đan, Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng thích hợp. Mặc dù Yến Xích Hà chỉ đưa ra ý kiến chung chung nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng như vậy là đủ. Hắn đã hứa với kỳ quân tiên nhân sẽ phá hủy tiên đan lâu. Đây là lời hứa của hắn. Khi lập lời thề, Dương Bách Xuyên cho rằng tiên đan lâu đã biến mất trong dòng lịch sử. Nào ngờ Yến Xích Hà lại nói rằng tiên đan lâu vẫn còn tồn tại. Kết quả là Dương Bách Xuyên phải cắn răng tham gia. May mắn thay, lời thề này không có thời hạn, nếu không Dương Bách Xuyên sẽ không có thời gian để khóc. Nghĩ mà xem, kỳ quân tiên nhân đã biến mất mấy ngàn năm này chính là mấy ngàn năm ở tiên giới. Nếu tính ra cũng tương đương với mấy vạn năm ở tu chân giới. Đã lâu như vậy, tiên đan lâu vẫn chưa biến mất, điều này chỉ có nghĩa là nó đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Bách Xuyên biết mình nhất định không thể đối phó được, thế lực kéo dài đến bây giờ nhất định đã trở thành một con quái vật. Có lẽ sau này hắn có thể lay chuyển được, nhưng hiện tại cũng đừng nghĩ tới. Tất nhiên, hiện tại bạn không thể lay chuyển không có nghĩa là không thể trong tương lai. Trước khi đi, có thể tìm hiểu tình hình của tiên đan lâu trước, một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện lời hứa với kỳ quân tiên nhân, mặc dù lời thề này không có giới hạn thời gian, nhưng vì tiên đan lâu còn tồn tại nên hắn phải thực hiện nó. Bằng không, nếu không làm thì sẽ có lỗi với kỳ quân tiên nhân, thanh liên tiên hỏa sẽ thiêu chết hắn. Mà Dương Bách Xuyên cũng không phải là một người thất hứa. Vì vậy, phải đến tiên đan lâu. Sau khi quyết định xong, cả ba người lập tức lên đường. Nhưng trước khi rời đi, Tuyết Hương nói, đã đến lúc cung cấp sức mạnh tiên khí cho Tiểu Bằng. Dương Bách Xuyên sau đó mới nhớ ra, nói với Tuyết Hương, được rồi, người vào trong cung cấp sức mạnh tiên khí cho Tiểu Bằng đi. Khi đến nơi, ta sẽ cho người ra ngoài, để ngươi nhìn xung quanh. Được, trứng côn bằng là ưu tiên hàng đầu của Tuyết Hương. Dương Bách Xuyên xua tay và đưa Tuyết Hương vào không gian bình càn khôn. Sau đó Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà cùng nhau xuất phát, cả hai bay thẳng lên trời. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến bên trong tiên vụ. Phía trên đầu là biển tinh không, những ngôi sao sáng ngời thực chất là từng tòa tiên sơ. Yến Xích Hà bây giờ càng ngày càng tôn kính Dương Bách Xuyên như chủ nhân của mình, đối với việc Dương Bách Xuyên khiến Tuyết Hương biến mất, đồng tử Yến Xích Hà chỉ hơi co rút lại một chút. Hắn ta tự nhiên hiểu được, vị chủ nhân này có động thiên tiên khí, hắn cũng biết động thiên tiên khí có thể hấp thu sinh vật sống. Tiên giới rất hiếm người có động thiên tiên khí. Đương nhiên lúc này Yến Xích Hà cũng không hỏi thêm câu nào nữa, vị chủ nhân này tuy hiền lành nhưng cũng hiểu rằng có một số sự thật hắn ta nhìn thấu nhưng không được nói ra.
nếu để người khác biết trên người một chân tiên có động thiên tiên khí thì chắc chắn sẽ bị giết. Cho nên Yến Xích Hà chỉ là giả vờ như không thấy, không biết. Sau khi hai người xác định được phương hướng, họ đi thẳng về phía thành tiên đan. Khoảng cách là 1 triệu dặm, không là gì đối với tiên nhân nhưng để bay đến đó không phải là điều dễ dàng. Qua mấy tuần, Yến Xích Hà vẫn không nhìn được nói, chủ nhân, chúng ta cứ như vậy bay đến tiên thành sao? Không thì sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói, thật ra chúng ta có thể tiêu một ít tiên thạch để thuê một chiếc thuyền phi hành, hoặc là chỉ cần có tiên thạch, thậm chí có thể cưỡi tọa kỵ cấp cao nhất tiên giới để đến thành tiên đan. Yến Xích Hà thận trọng nói. Nói xong, Dương Bách Xuyên cau mày, Yến Xích Hà rụt cổ, vội vàng nói, chủ nhân, trên người ta có tiên thạch. Trước kia cùng chiến đấu với Thượng Huyền Tiên Môn, ta đã dọn sạch chiến trường, thu thập một ít tiên thạch. Chủ nhân không cần phải bỏ tiên thạch ra. Ha ha. Lão tiểu tử ngươi còn biết lén lút giấu đồ. Dương Bách Xuyên dài giọng nói. Sắc mặt Yến Xích Hà đột nhiên tái nhợt, hắn ta vội vàng nói, chủ nhân, ta sẽ giao hết mọi thứ, đều thuộc về chủ nhân. Được rồi, bổn chủ nhân có tiên thạch, ngươi cũng không thiếu, truyền ra ngoài người ta sẽ nói ta không tốt, nhưng ngược lạ là ngươi, có thuyền phi hành và tọa kỳ phi hành sao không nói sớm, 100 vạn dặm rất xa, trong biển tỉnh không này không biết có nguy hiểm gì không. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Yến Xích Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Dương Bách Xuyên nói, nhanh chóng nịnh nọt nàng, chủ nhân minh giám, ta tưởng ngài biết. Dương Bách Xuyên lườm Yến Xích Hà và nói thật với tiểu tử ngươi, bổn chủ nhân là phi thăng từ thế giới bên dưới lên tiên giới, vừa đến không bao lâu, thế giới Đại Thanh Tiên Sơn xem như là thế giới đầu tiên bổn chủ nhân bước vào. Sau khi đến tiên giới, rất nhiều chuyện của tiên giới ta còn chưa rõ, sau này nói nhiều hơn đi. Được rồi. Bây giờ chúng ta nói về thuyền phi hành đi, tốn chút tiên thạch có thể đến thành tiên đan một cách an toàn, đây là chuyện tốt. Yến Xích Hà nói, nếu như vậy thì cách chúng ta không xa có một tòa tiên sơn tên là Phi Tiên Đảo, chính là trạm trung chuyển ở khu vực này. Có trận pháp truyền tống, thuyền phi hành và tọa kỳ, chỉ cần có tiên thạch là có thể lựa chọn. Bất quá trận pháp truyền tống vẫn còn hạn chế, không có quy mô lớn, đa số đều ở trong phạm vi 100.000 dặm. Chủ nhân, ta đã từng đến Phi Tiên Đảo, chuyện này để ta làm đi. Được, vậy đi đi. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu Yến Xích Hà dẫn đường. Sau khi bay khoảng 1 tuần, hai người đã đến Phi Tiên Đảo. Yến Xích Hà đã từng đến đây nên Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng gì. Sau khi đến nơi, Yến Xích Hà tìm một nơi tương tự như quán trọ cho Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên uống trà và nghỉ ngơi trong khi hắn TS tự mình đi giải quyết vấn đề chuyến bay. Dương Bách Xuyên không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa môi trường của Phi Tiên Đảo và Đại Thanh Tiên Sơn, nhưng phát hiện ra rằng sức mạnh tiên khí yếu hơn thế giới Đại Thanh Tiên Sơn. Ở đây có những sân khổng lồ, sân nào cũng to như bãi bóng. Nhưng không thấy tiên thú hay thuyền bay nào cả, điều này hơi kỳ lạ. Dù sao Yến Xích Hà cũng đã đi xử lý rồi, hắn chỉ cần chờ đợi, Yến Xích Hà có thể làm được. Hắn ngồi trong quán trà và gọi một bình trà thần tiên trong khi chờ đợi. Phi Tiên Đảo giống như một bến tàu đối với Dương Bách Xuyên. Những tiên nhân đến đây thực sự khá phức tạp. Có đủ loại người. Đây thường là nơi tốt nhất để thu thập một số thông tin. Nó luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tất cả mọi người. Dương Bách Xuyên vừa ngồi xuống liền nghe được câu chuyện về mình. Ta nghe có người nói, nghe nói ở thế giới Đại Thanh Tiên Sơn xảy ra chuyện lớn gì không? Chuyện gì nói thử xem, ở tiên giới cũng có người thích nhiều chuyện. Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, đã bị tiêu diệt. Chuyện này đúng là mới mẻ, cụ thể thế nào, vị huynh đệ này có thể nói thêm không? Ô ta nghe nói là một vị chân tiên tên Dương Bách Xuyên đã giết tiên chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn, Hỗn Nguyên Đạo Tiên phía sau Yến Vô Lượng ra mặt, cũng bị tiểu tử đó di huyền. Không đúng, không đúng, là do một yêu tiên mạnh mẽ bên cạnh Dương Bách Xuyên đã giết chết hắn. Cho nên... Dương Bách Xuyên này thật sự là một người kỳ quái. Những lời nhận xét như vậy vang khắp quán trà. Dương Bách Xuyên cười khổ lắc đầu. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm, dù sao những người này cũng chưa từng gặp qua hắn, cho nên chỉ nói thôi, không sao cả. Không lâu sau, Yến Xích Hà cuối cùng cũng quay lại, chủ nhân đã xử lý xong, chúng ta đi thôi. Ở một nơi như quán trà cá rồng lẫn lộn, Dương Bách Xuyên không có hứng thú ở lại nữa. Đứng dậy đi theo Yến Xích Hà ra khỏi quán trà. Hai người đã đến một quảng trường rộng lớn, sau khi đến quảng trường,
hàng trăm vị tiên nhân đã tụ tập, mọi linh khí bên trong dường như bị kiềm chế, Dương Bách Xuyên không thể cảm nhận được sức mạnh của linh khí của những vị tiên nhân này. Thấy vậy hắn cũng thu lại hơi thở của mình. Điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối, người khác sẽ không nhìn thấu được mình, cũng không đến mức dùng tiên thức để nhìn, như vậy là phạm húy. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn lại, và hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi quay lại, ta không thấy ai cả. Có rất nhiều tiên nhân ở đây và không ai chú ý đến hắn. Sao vậy chủ nhân, chúng ta phải đợi một lát, ta đã thuê một gian phòng trên huyền giáp phi ưng, là một loại tiên thú có thân hình lớn nhưng tính cách ôn hòa, trên lưng là một tòa lầu các lớn, có thể trực tiếp đến thành tiên đan. Gian phòng ta thuê là độc lập, tiêu hết 1000 tiên thạch loại xấu, nhưng mà chúng ta phải đợi, lát nữa sẽ đến. Dương Bách Xuyên vừa gật đầu, liền nghe được tiêu tốn 1000 khối tiên thạch, không khỏi nói, tiêu hoang, đắt như vậy. Trước khi kịp nói, hắn lại cảm thấy một hơi thở lướt qua mình. Nhìn lại lần nữa, cảm giác bị theo dõi chợt biến mất. Lúc này Yến Xích Hà cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nói, chủ nhân. Đừng quay lại, chúng ta dường như đang bị nhắm tới. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Nghe Dương Bách Xuyên lời nói, Yến Xích Hà sửng sốt, thấp giọng nói, chủ nhân, liệu có phải là tiến bộ man không? Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, có lẽ là không, tiến bộ man là cao thủ cấp bậc hỗn nguyên đạo tiên. Phân thân của hắn ta đã từng chiến đấu với ta, nên hắn ta tự nhiên biết rằng ta không dễ trêu vào. Nếu hắn ta muốn đối phó ta, cho dù hắn ta không tự mình làm, hắn ta phái người ít nhất cũng phải là cao thủ cấp đại la. Mà cao thủ cấp đại la căn bản không cần che giấu, ta có thể cảm giác được tu vi của đối phương cũng không quá mạnh, tóm lại chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng để lật thuyền là được. Thuộc hạ của ta biết rồi, chủ nhân, đừng lo lắng, một khi chúng ta lên tọa kỳ phi hành sẽ không có nguy hiểm gì. Tọa kỳ phi hành này thuê từ tiên thú thương hội của tiên giới, đó là một tổ chức khổng lồ, chỉ cần chúng ta cưỡi tọa kỳ phi hành của tiên thú thương hội sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Không có ai dám quấy rối trên tòa kỳ của tiên thú thương hội, nếu không cao thủ sẽ chân áp. Yến Xích Hà nói. Ồ, ta hiểu rồi. Nó tới rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Yến Xích Hà lên tiếng. Dương Bách Xuyên cảm thấy phía trên đầu mình tối sầm lại, khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trên bầu trời có một vật thể to lớn, thực sự che phủ cả bầu trời. Một con tiên thú to bằng 2 chiếc máy bay chở khách cỡ lớn của kiếp trước xuất hiện trên bầu trời và từ từ đáp xuống. Hắn biết đây chính là huyền giáp phi ưng mà Yến Xích Hà nói, quả thực rất lớn, Dương Bách Xuyên ước chừng tiên thú này có thể cõng hàng trăm người trên lưng, hơn nữa nó sẽ rất thoải mái. Khi ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy rõ móng vuốt sắc bén giống như những cây cột của huyền giáp phi ưng, toàn thân nó cực kỳ tối tăm lung linh, càng nhìn rõ hơn những vảy trên bụng nó, trông giống như vảy cá. Sau khi nó đáp xuống đất, Dương Bách Xuyên càng sốc hơn. Huyền giáp phi ưng chỉ có một đôi cánh có lông vũ. Màu sắc cực kỳ trắng, ngoài ra những phần còn lại trên cơ thể đều phủ vảy đen bóng. Điều thú vị hơn nữa là Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một tòa lầu 5 tầng trên lưng chiếc huyền giáp phi ưng. Điều này thậm chí còn gây sốc hơn. Lầu 5 tầng nguy nga tráng lệ, được xây dựng hoàn toàn trên lưng một con huyền giáp phi ưng. Đương nhiên, nói chính xác thì nó không được chế tạo trên lưng của huyền giáp phi ưng mà được buộc vào lưng của huyền giáp phi ưng bằng dây xích sắt dày. Nhưng đây không phải là điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc, có hai nguyên nhân gây ra sự kinh ngạc. Theo quan điểm của Dương Bách Xuyên, khí chất do huyền giáp phi ưng tỏa ra có thể so sánh với hào quang của một vị kim tiên, và tòa lầu 5 tầng trên lưng nó không phải là vật phàm trần mà là tiên khí. Dương Bách Xuyên mím môi, thầm nghĩ, xem ra trong tiên giới vẫn còn có người giàu có đây không phải thứ người thường có thể có được. Chỉ nhìn con tiên thú này thôi cũng có thể tưởng tượng được tiên thú thương hội gì đó tuyệt đối là một thế lực lớn. Lên phi lâu. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ đủ thứ, một giọng nói lớn vang lên từ phía sau huyền giáp phi ưng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cầu thang dài màu vàng và từ trên cao hạ xuống đất. Cảm giác thực sự giống như đang lên máy bay. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, Yến Xích Hà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhìn chung quanh, cảm giác bị theo dõi nhưng không thể làm gì được. Hắn cùng Yến Xích Hà theo dòng người leo lên cầu thang dẫn đến huyền giáp phi ưng. Toàn bộ cầu thang đi thẳng lên một góc 45 độ, đi khoảng 100 mét, hai người đã đến một sân rộng hơn 100 mét vuông. Dương Bách Xuyên nhìn và thấy đây là một nơi dưới lầu các 5 tầng, để lên lâu phải qua kiểm tra an ninh. Nhìn những người phía trước,
có người lấy ra ngọc bài thông qua bài kiểm tra, được đưa lên phi lâu, hoặc là tầng 1 hoặc tầng 2. Yến Xích Hà lúc này mới nói, chủ nhân, đến chúng ta rồi. Đờ, chúng ta đang ở tầng mấy? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn có thể nhìn ra, tầng càng cao, điều kiện càng tốt. Yến Xích Hà trả lời, chủ nhân, chúng ta ở một phòng riêng trên lầu 3, người yên tâm, 1000 tiên thạch sẽ không lãng phí, ở đây giá rẻ nhất là lầu 1, một phòng lớn cả trăm khác ở chung, hơn trăm người phải chen chúc với nhau, đừng nói là tu luyện, ngồi thôi đã không thoải mái. Trong hoàn cảnh như vậy mà mỗi người cũng phải tốn 300 viên tiên thạch, tầng 2 cũng tương tự, nhưng môi trường tốt hơn tầng 1 rất nhiều, còn có chỗ ngồi và trà, nhưng vẫn tốn 500 viên tiên thạch. Chỉ có tầng 3 và tầng 4 là phòng đơn độc lập, tốn hàng nghìn viên linh thạch hạ phẩm, có thể cung cấp một phòng ngủ và một phòng khách, còn có trà ngon các loại. Dương Bách Xuyên hiểu rằng đây là sự khác biệt giữa hạng phổ thông và hạng nhất, đó thực sự là sự thật. Không cần phải nói, tầng 5 hẳn là tầng thương gia. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cổng kiểm tra, nơi đó được canh giữ bởi hai vị kim tiên cấp cao, họ kiểm tra vé từng người một, à không, nó gọi là ngọc bài lên phi lâu. Những người soát vé đều là những kim tiên cao cấp, điều này khiến Dương Bách Xuyên không nói nên lời, đồng thời khiến hắn có ấn tượng sâu sắc hơn về tiên thú thương hội phòng này. Yến Xích Hà nhảy ra hai cái ngọc phù một lớn một nhỏ, sau khi kiểm tra xong, một trong những vị tiên kim sắc lạnh lùng nói, đi lên tầng 3 số chữ T. Chìa khóa mở cửa chính là ngọc bài, sau khi phi lâu cất cánh sẽ vào trạng thái phòng ngự cấm chế, phạm vi hoạt động của các ngươi chỉ có thể ở tầng 3, không được lên tầng 4. Ha ha, biết rồi, bọn ta sẽ không đi lung tung đâu. Yến Xích Hà nhanh chóng nói. Sau đó, Yến Xích Hà dẫn Dương Bách Xuyên đi tìm căn phòng hình chữ T của họ. Sau khi vào, có một phòng khách rộng khoảng 20 mét vuông, có cửa sổ lớn được tạo thành bởi màng chắn pháp lực, còn có một thiền thất có kích thước tương tự. Tương đối tốt. Chủ nhân, người có thể ngồi ở trong thiền thất, đến thành tiên đan, ta sẽ gọi người, thuộc hạ của ta sẽ bảo vệ chủ nhân ở phòng khách. Yến Xích Hà hoàn toàn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một người hầu. Được rồi, vất vả rồi. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với Yến Xích Hà hiện tại. Không, 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 không khó, thuộc hạ nên làm. Yến Xích Hà mừng rỡ, không ngờ Dương Bách Xuyên lại khách khí như vậy. Ồ, nhân tiện. Người phải chú ý xem có ai còn đang nhắm vào chúng ta hay không. Ta luôn cảm thấy đối phương vẫn còn ở đó, nói không chừng đã lên phi lâu rồi. Dương Bách Xuyên rất cảnh giác trước cảm giác bị theo dõi, đề phòng vẫn là cần thiết. Hắn phát hiện ra rằng sau khi đến tiên giới, môi trường sống quả thực khó khăn hơn nhiều so với tu chân giới. Nói chung, cẩn thận không thừa. Nếu bị người khác tính kế, hắn sẽ trở tay không kịp. Sau khi giải thích với Yến Xích Hà, Dương Bách Xuyên đi vào phòng thiền bên trong, tình cờ hắn ta định bay đến thành tiên đan để nghiên cứu sách kỳ quân đan. Sau khi đến thành tiên đan, trước tiên hắn ta phải nâng cao sức mạnh của mình, việc nâng cao sức mạnh và luyện chế tiên đan là một phần không thể thiếu. Hắn đã có được công thức cho ba loại tiên đan trong sách kỳ quân đan, chỉ cần tìm đủ tiên dược, hắn ta có thể luyện chế tiên đan. Có ba loại tiên đan, hắn không dám nói có thể bước vào hỗn nguyên đạo. Tiên. Nhưng hắn cũng nhất định có thể bước vào cảnh giới đại la. Hơn nữa, trong sách kỳ quân đan không chỉ có ba loại tiên đan, mà còn có gần trăm loại tiên đan, bao gồm cả kinh nghiệm luyện chế của kỳ quân tiên nhân và nhiều thứ khác mà hắn cần phải học tập nghiên cứu. Sau khi tiến vào tiên giới, quả thực cần phải học lại rất nhiều kiến thức luyện đan, đan dược trong tiên giới khác với tu chân giới, nói cách khác, đan dược có rất nhiều đặc tính mà hắn không hiểu. Hắn ấy cần một nghiên cứu có hệ thống trong lĩnh vực này. Thành tiên đan sẽ là bàn đạp lớn cho hắn sau khi đến tiên giới. Sau khi vào phòng thiền, Dương Bách Xuyên bỏ lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, bình tĩnh lại và triệu tập sách kỳ quân đan để nghiên cứu cẩn thận, và mỗi dòng đều tương ứng với kiến thức luyện kim trước đây của ông ấy. Thời gian trôi qua trong vô thức. Dương Bách Xuyên càng đào sâu, hắn càng phát hiện ra rằng kỳ quân tiên nhân chính là một thiên tài thực sự trong giới luyện đan. Thật đáng tiếc khi một người như vậy lại chết trẻ. Nếu không, kỳ quân tiên nhân chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn thực sự trong giới luyện đan của tiên giới. Có một điều tốt là ban đầu hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng khi dần dần hiểu biết và nghiên cứu sâu hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng đó là con đường luyện đan ở tiên giới hay là những kiến thức cơ bản về luyện đan mà sư phụ đã dạy trong tu chân giới, đều có những quy tắc phải tuân theo. Một khi hắn nảy ra một ý tưởng, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Đối với hắn, sau khi nghiên cứu về kỳ quân đan,
một cánh cửa mới đã mở ra trên con đường luyện đan. Hơn nữa, hắn càng ngày càng kính trọng kỳ quân đan, đây thực sự là một báu vật trong giới luyện đan. Chủ nhân, chúng ta đã tới thành thiên đan rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Yến Xích Hà, Dương Bách Xuyên còn chưa mở mắt ra, đang nghiên cứu sách kỳ quân đan. Sau khi mở cửa đi ra ngoài, hắn phát hiện Huyền Giáp Phi Ưng đã dừng lại ở một quảng trường cực lớn, cách đó mấy trăm mét là cổng thành cao ngất ngường. Ba ký tự vàng sáng chói của thành tiên đan xuất hiện trên cổng thành, rất bắt mắt. Thành tiên đan không đơn giản chỉ là một tòa thành, nơi này giống như một thế giới thì đúng hơn. Đứng trên lưng Huyền Giáp Phi Ưng, Dương Bách Xuyên căn bản không nhìn được thành tiên đan này lớn như thế nào. Dù sao thì nhìn quanh một lượt, nơi này có núi có cây, có cả mây mù. Những tòa cung điện rất lo lớn, nhìn qua cũng không thấy được điểm cuối. Tiên thú kêu to bay đầy trời, phi kiếm, vô số tiên nhân đến rồi đi khỏi thành. Nhìn qua chính là một cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Nếu không phải đã biết nơi này là tiên giới thì Dương Bách Xuyên còn cho rằng mình đang ở một đô thị nào đó trên trái đất. Có xa lạ cũng có chút quen thuộc, đi thôi. Dương Bách Xuyên tiến vào thành tiên đan. Dương Bách Xuyên nói với Yến Xích Hà rồi xuống lầu. Xuống Huyền Giáp Phi Ưng, còn khoảng 500-600 mét mới đến cổng thành tiên đan. Dọc trên đường đi, Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà nhìn thấy rất nhiều tiên nhân ngự kiếm hoặc cưỡi tọa kỳ ra vào thành tiên đan. Nhìn thấy vật cưỡi của người khác, Dương Bách Xuyên nhớ đến trứng côn bằng bên trong không gian càn khôn của mình, cũng không biết bao giờ mới nở. Đương nhiên tạm thời Dương Bách Xuyên không hy vọng côn bằng xuất thế, bởi vì côn bằng không tầm thường, nếu bây giờ ra ngoài hắn cũng không bảo vệ được. Hắn có thể tưởng tượng được tiên giới sẽ chấn động như thế nào nếu có một côn bằng, còn hẳn sẽ trở thành kẻ mà người người muốn đánh giết. Đây là điều mà hắn không hy vọng xảy ra. Trên đường đi, Dương Bách Xuyên cũng xem như được mở mang kiến thức về cảnh tượng phồn hoa của thành thị ở tiên giới, chỉ riêng ngoài thành đã ngựa xe như nước, bên trong thì càng không cần phải nói. Rất nhanh đã tới cổng thành, tất nhiên cũng có tiên nhân bảo vệ, nhưng không xuất hiện vấn đề phí vào thành giống như tu chân giới. Hơn nữa bất kỳ vị tiên nào sau khi tới cửa thành tiên đan thì đều phải hạ cánh rồi đi bộ vào. Bởi vì trên bầu trời của thành tiên đan có trận pháp cường đại áp chế, không cho phép có người phi thành vào thành. Chuyện đầu tiên Dương Bách Xuyên nói với Yến Xích Hà sau khi vào thành là phải tìm một nơi ở. Yến Xích Hà có ý kiến, chủ nhân, nơi ở thì không khó, quan trọng là phải cần tiên thạch, ở thành tiên đan bất cứ thứ gì đều cần tới tiên thạch. Cầm lấy, chỗ này tổng cộng có 5.000 tiên thạch. Đây là toàn bộ gia sản của chủ nhân nhà ngươi, dùng tiết kiệm chút, thuê một căn nhà chắc là đủ nhỉ. Dương Bách Xuyên lôi toàn bộ tiên thạch trên người mình ném cho Yến Xích Hà. Ha ha, chủ nhân, chỗ này chắc đủ rồi, nếu thiếu thì trên người ta vẫn còn ít tiên thạch. Yến Xích Hà cười nói. SC độ nhanh lên, ta đi xung quanh xem thử, đợi ngươi tìm xong thì truyền tin cho ta là được. Dương Bách Xuyên phất tay để Yến Xích Hà rời đi. Hắn vẫn rất tò mò với thành thị ở tiên giới. Đợi Yến Xích Hà rời đi, Dương Bách Xuyên muốn tìm một nơi yên tĩnh, hắn phất tay để Tuyết Hương và chim thần ma ra ngoài. Tuyết Hương thì không nói, nhưng con hàng chim thần ma kia đã sớm la hét đòi ra ngoài, nhưng mà bị Dương Bách Xuyên coi như không thấy. Lúc này, nếu như đã tới thành tiên đan, cũng dự định ở đây một thời gian, đương nhiên cũng nên để chim thần ma và Tuyết Hương ra ngoài. Đặc biệt là Tuyết Hương, nhà đầu này quá ngây thơ, chưa từng va chạm với thế giới bên ngoài. Hẳn thấy như vậy là không ổn. Nếu đã để nàng ra ngoài thì nhất định phải giúp nàng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, tránh cho sau này lại chịu thiệt. Ở những phương diện này, về sau phải dạy dỗ nàng cẩn thận, hơn nữa Tuyết Hương là tiên thú, cũng có thể nó là yêu tiên, nói chung tính cách tương đối ngay thẳng. Nếu không thể thích nghỉ với môi trường thế giới nhân tộc, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi. Chim thần ma vừa mới ra ngoài đã chửi Dương Bách Xuyên như tát nước, cái tên yếu gà nhà ngươi, cuối cùng cũng thả lão tử ra, nghẹn chết ông đây rồi. Tuyết Hương tất nhiên không giống như chim thần ma, sau khi ra khỏi không gian càn khôn, nàng tò mò nhìn xung quanh rồi hỏi. Nơi này là thành tiên đan sao? Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng, chúng ta đã tới thành tiên đan rồi, có thể sai này sẽ ở đây một thời gian, ta đã để Yến Xích Hà đi tìm một nơi dừng chân, chúng ta đi dạo quanh thành tiên đan trước. Được đó. Mặc dù Tuyết Hương rất bình tĩnh nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể nghe ra, nàng rất tò mò về thành tiên đan. Hoặc là nói nàng tò mò với thế giới nhân tộc. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt của Tuyết Hương, chuyện này cũng không khó hiểu,
một nha đầu từ khi bắt đầu có linh trí thì vẫn luôn ở dưới hồ, chưa từng tiếp xúc va chạm với thế giới bên ngoài, đi vào thế giới phồn hoa của nhân tộc, đương nhiên sẽ tò mò. Đối với Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên chưa xem nàng như một tiên thú, tính cách ngây thơ giống như một tờ giấy trắng. Nhiều lúc, Dương Bách Xuyên muốn bảo vệ nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi dạo. Dương Bách Xuyên, lão tử ngửi thấy mùi đan dược, ta muốn ăn đan dược lúc này, con hàng chim thần ma cũng sống động trở lại. Nếu ngươi còn làm ồn thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã tìm ra cách trói buộc con hàng này. Trực tiếp quát nó, không được thì dùng bạo lực thì con hàng này sẽ yên tĩnh ngay. Tên khốn kiếp, lúc cần tới lão tử sao không thấy ngươi khách khí thế? Chim thần ma xù lông. Nếu ngươi còn tiếp tục so sánh, đừng nói là tiên đan, đến cặn tiên dược ta cũng không mua cho ngươi, yên lặng chút đi, lát nữa sẽ thỏa mãn ngươi. Dương Bách Xuyên cũng không biết làm thế nào với con hàng này. Quả thật, đôi khi con chim này cũng rất có ích. Mặc dù đầu óc nó lúc được lúc không, nhưng chỉ cần không bị động kinh thì những lời nó nói cũng giúp được hắn rất nhiều, thế nên Dương Bách Xuyên mới nhẫn nhịn hết sức có thể. Những lời Dương Bách Xuyên nói ra, quả nhiên vẫn có tác dụng. Chim thần ma cầm miệng không nói lời nào, đập cánh rồi ngồi trên vai hắn. Sau đó Dương Bách Xuyên mang theo Tuyết Hương đi ra ngõ nhỏ yên tĩnh. Bọn họ đi tới một con phố có những cửa hàng san sát. Hoàn cảnh và bầu không khí giống như chợ trên trái đất xuất hiện, đường phố rực rỡ muôn màu, từng dãy sạp ăn vặt, đủ các tiếng giao hàng, vô cùng náo nhiệt. Lục quả nghìn năm, hương vị thơm ngon, một quả chỉ cần 3 khối tiên thạch. Cây đằng mộc vạn năm, tài nguyên luyện khí thượng thừa, đi qua chớ nên bỏ lỡ, giá 100 tên thạch hạ phẩm. Một vò rượu linh hầu cuối cùng, liên tiếp những tiếng giao hàng đầy lôi cuốn. Thân hình Tuyết Hương thoát cái đã đi tới trước một gian hàng bán linh quả, nàng cầm một tiên quả màu đỏ lên ăn. Ôi, tiểu cô nương, đây chính là huyết linh quả nghìn năm mới nở hoa kết trái, một quả 100 tiên thạch hạ phẩm. Ông chủ gian hàng đột nhiên nói lớn, mang theo ý xảo quyệt. Đầu Dương Bách Xuyên đầy vạch đen, đây là sơ suất của hắn. Không nói cho Tuyết Hương biết ăn cái gì đều phải trả tiền, à không đúng, là trả tiên thạch. Rõ ràng là chủ gian hàng đang nhân cơ hội này để lừa gạt khách. Hắn đi tới híp mắt nhìn ông chủ, vị tiên nhân này, muội muội ta không hiểu chuyện nhưng ta hiểu, tiên quả của ngươi cùng lắm cũng chỉ 100 năm mà thôi, muốn bán được giá thì cũng không cần phải nâng cao như vậy. Tiểu gia đây không thiếu tiên thạch nhưng cũng không phải coi như rác. Người làm ăn thì cần phải uy tín thành thật, hiểu không? Tiểu gia đây sẽ mua thêm cho. Ông, nếu như muốn lừa bịp người ta, có tin ta đập nát quầy hàng của ngươi không? Ông chủ quầy hàng này là một chân tiên, Dương Bách Xuyên đương nhiên không sợ, hơn nữa hắn còn phóng ra khí tức cường đại, cũng là chân tiên nhưng Dương Bách Xuyên hắn có thể giết chết một kim tiên. Ông chủ kia nhìn Dương Bách Xuyên, cảm nhận được khí tức trên cơ thể hắn, ông ta thấy ánh mắt lóe lên của đối phương, trong lòng thầm cân nhắc. Biểu cảm từ âm trầm lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta bán hàng thường có câu cửa miệng, tiên quả này 5 khối tiên thạch, ngài xem để phu nhân nếm thử quả khác, tiểu huynh đệ yên tâm những tiên quả này của ta đều cực kỳ tươi ngon, không tốn nhiều tiên thạch của ngươi đâu. Nếu như đối phương đã biết tức thời, Dương Bách Xuyên cũng không gây sự nữa, hắn nhếch miệng thuận tay lấy mấy tiên quả, tốn 50 tiên thạch rồi đưa Tuyết Hương rời đi. Tới một con phố. Ở một quầy hàng xuất hiện rất nhiều kỳ thạch, Dương Bách Xuyên qua xem thử, hắn biết phần lớn hàng hóa bán ở những gian hàng như vậy đều là lừa gạt người, bất kể là tiên giới hay tu chân giới. Hắn cũng không định mua gì, mục đích là đưa Tuyết Hương đi dạo, hắn cũng hiểu biết được phong tục tập quán của thành Thiên Đan. Nhưng khi đi qua một quầy hàng trên đường, chim thần ma lên tiếng, tên khốn kiếp, quầy hàng bên trái kia có thứ tốt. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy thì sửng sốt, thứ gì tốt? Hắn biết nếu chim thần ma đã nói vậy thì chắc chắn là có đồ tốt, trong lòng cũng lapi tức vui vẻ. Quầy thứ ba bên trái có một khối đá màu xám cho, nhìn thì rất bình thường nhưng lại có chữ khắc ẩn bên trên, nhất định bên trong là đồ tốt, có nhặt được bảo bối hay không phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Nếu mà lấy được thì nhớ ma tiên đan cho ông đây ăn, đừng thấy quầy hàng này bụi băm nhưng ở đây vẫn có thể xuất hiện đồ tốt. Chim thần ma kiêu ngạo, nói. Dương Bách Xuyên mặt không biểu cảm nhìn về phía quầy hàng thứ ba, quả nhiên nhìn thấy một khối đá màu xám cho lớn chừng bằng quả bóng rổ. Hơn nữa chủ sạp nhìn rất khôn khéo, hô mời tiên nhân qua đường ghé sạp của ông ta. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy minh văn nào ẩn dưới tảng đá màu xám cho kia, nhưng hắn tin chim thần ma,
hắn biết có đôi khi con hàng này rất đáng tin cậy. Hắn quyết định qua đó xem thử, mặc kệ thế nào, cứ lấy được khối đá đỏ về tay rồi tính. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương tỉnh bơ đi tới. Vị tiểu huynh đệ này cần gì cứ xem, đồ trong gian hàng của lão phu đều là hàng cao cấp, giá thành thấp. Chủ sạp gầy gò vừa tới đã khoe khoang đồ mình bán cho Dương Bách Xuyên nghe. Từ đầu tới cuối Dương Bách Xuyên vẫn không hề liếc nhìn khối đá màu xám kia, hắn có rất nhiều kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này. Hắn cầm lấy một khối kim tỉnh thạch, nói với giọng ghét bỏ, to hơn nắm tay một chút, độ tinh khiết cùng lắm chỉ được 3 phần, nếu luyện khí thì phải tốn chi phí cao để rèn, nhưng mà mua bán chỗ này hơn nhau ở giá rẻ, mua về dùng tu bổ tiên khí cũng được. Những lời này nhìn thì có vẻ như nói cho Tuyết Hương nghe, nhưng thật ra là để ông chủ nghe thấy. Tuyết Hương rất mơ hồ với những thứ này, nhưng thấy khối kim tỉnh thạch trong tay Dương Bách Xuyên, nàng thành thật nói, ta cũng có khối đá còn to hơn thế này, người cần thì ta cho ngươi. Tuyết Hương ngây thơ tới mức không hiểu được ý của những lời này, nàng chỉ nói thật mà thôi, quả thật trong bảo khố kia của nàng không thiếu đồ tốt, độ tinh xảo tốt hơn rất nhiều lần so với khối kim tỉnh thạch trong tay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe trong thì dở khóc dở cười, nhà đầu này cũng không biết phối hợp với hắn chút. Lúc này, trên mặt chủ sạp mang theo nụ cười hồ ly, tiểu huynh đệ biết nhìn hàng, tuy khối thạch này của lão phu nhỏ nhưng ai cũng biết thạch vàng này là nguyên liệu phụ trợ không thể thiếu khi luyện khí. Người tới đây đều là duyên phận, lão phu để cho ngươi giá ưu đãi, 1000 tiên thạch hạ phẩm. Dương Bách Xuyên cười lạnh, sao ngươi không đi cướp đi? Lão già này cũng rất biết đòi. Hắn định bỏ đá xuống rồi bỏ đi. Nhưng lúc này chim thần ma lại truyền âm tới, tên khốn kiếp này, kiên nhẫn chút đờ, nếu ta không nhìn nhầm thì khối đá xám cho kia nhất định là một đạo phù. Minh văn từ thời cổ đại, ở thời viễn cổ thì minh văn này chính là một bảo bối, nhất định phải nghĩ cách lấy được nó. Mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên vẫn không rõ cái gì là đạo phù minh văn, nhưng nghe chim thần ma trịnh trọng như vậy, trái tim hắn cũng đập thình thịch. Nhưng nên làm thì vẫn phải làm. Hắn ném khối thạch màu vàng trong tay xuống, giả bộ muốn rời đi. Chủ sạp thấy vậy thì vội vàng nói, tiểu huynh đệ đừng vội đi, lão phu làm việc thiện lấy ngươi 950 tiên thạch. Dương Bách Xuyên không đếm xỉa tới, nếu thiện chí bán thì cho cái giá 8. À không, 700 tiên thạch hạ phẩm, bán thì bán, không bán thì thôi. Ánh mắt chủ sạp lóe lên, thành giao. Ngay sau đó khối kim tinh thạch kia được đưa tới trước mặt Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên hình như cảm giác mình bị mắc lừa, bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi, đâm lao thì phải theo lao, cái giá này là do hắn đưa ra, hình như, hắn bị thiệt rồi. Dù sao thì trong mắt người ngoài, lúc này Dương Bách Xuyên rất khó chịu. Ông lão ở quầy hàng trên mặt nở nụ cười như hoa cúc, nói. Tiểu huynh đệ, mua bán ở thành tiên đan lời nói như vàng, ngươi không được hối hận đâu đấy, nếu như hối hận, chỗ này của ta tuy là hàng vỉa hè. Nhưng cũng không dễ chọc đâu, hay là ngươi cố ý gây sự. Ông chấm xem như tiểu ra lỗ, nhưng giao dịch còn chưa xong, ông. Dương Bách Xuyên bày ra dáng vẻ bị thua thiệt, hai mắt tùy tiện nhìn qua một lượt quầy hàng của đối phương, hắn chỉ tay vào viên đá xám cho, nếu ông muốn ta bỏ 700 tiên thạch mua kim tỉnh thạch này thì ông phải tặng ta thêm khối xám cho kia, nếu không thì tiểu ra đây cũng không dễ chọc. Vèo. Dứt lời, ông chủ quầy hàng phất tay, khối đá xám cho tới ngay trước mặt. Hắn cười hói, đồng ý với ngươi, tặng thêm khối đá xám cho này, giao tiên thạch đây, 700 tiên thạch, ngươi không được phép nuốt lời. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên một lúc lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi lấy ra 700 tiên thạch hạ phẩm. Hắn vung tay lên thu hai khối thạch lại, trợn mắt nhìn chủ quầy hàng một cái rồi rời đi. Bên tai nghe được tiếng nhỏ giọng thầm thì của chủ quầy gian xảo, đồ ngốc, một khối đá nát lão phu tùy tiện nhặt bên đường cho đủ số lượng, tặng ngươi. Kim tinh thạch kia cũng chỉ có 10 tiên thạch hạ phẩm, ha ha, ơi to rồi. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì khóe miệng co quắp, hỏi chim thần ma hết lần này tới lần khác có đáng giá hay không, câu trả lời của chim thần ma là, tiểu tử ngươi kiếm lời rồi, đợi lát nữa tìm một nơi không có người, ta cho ngươi mở. Mang kiến thức, vừa đi vừa nói chuyện, hắn đi ra cách đó 3 tới 4 mét. Lúc này giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên phía sau lưng, vừa đúng ở quầy hàng của lão đầu kia. Hắn nghe đối phương nói, lão đầu, khối đá xám cho ở quầy hàng của ông đâu. Ông chủ quầy hàng nhìn nữ tử trước mặt rồi vội vàng cười xòa, hóa ra là Cố đại tiểu thư của Tiên Đan Lân, lão phu không có tiếp đón từ xa. Bớt nói nhảm, ta hỏi ông, khối đá màu xám kia đâu, tuần trước ta còn thấy ở đây, ông đưa khối đó cho ta,
ta sẽ không chiếm hời của ông, bản tiểu thư cho ông 1000 tiên thạch hạ phẩm, lấy ra cho ta. Nữ tử này khoảng 18-19 tuổi, là đại tiểu thư của Tiên Đan Lâu, một trong ba thế lực đứng đầu thành Tiên Đan Cố Liên Hoa. Chỉ là người ở thành Tiên Đan không ai không biết tới nữ ma đầu này, không một ai dám đắc tội. Tuần trước Cố Liên Hoa nhìn thấy khối đá xám cho ở quầy hàng của người này, luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng không nhớ ra được, đợi sau khi trở về vừa đúng lúc có tiền bối tới Tiên Đan Lâu làm khách giảng giải về kỳ thạch, nói tới Minh Văn Đạo Phù. Cuối cùng Cố Liên Hoa cũng phản ứng lại, nhớ tới lúc trước nàng đã từng nhìn thấy trong sách cổ, hơn nữa nó chính là khối đá xám cho kia. Bên ngoài thì không có bất cứ năng lượng dao động nào, nhưng thật ra bên trong chính là Minh Văn Đạo Phù, loại Minh Văn này vô cùng cường đại, không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn có giá trị nghiên cứu Minh Văn. Nếu có thể lĩnh ngộ được Minh Văn trong đó thì sẽ hiểu được những đạo thuật pháp tắc thần thông, vô cùng hiếm có. Sau khi nhớ ra Cố Liên Hoa vội vàng tới đây mua, chỉ không ngờ đã chẳng còn bày trên quầy nữa, còn cho là lão đầu này đã giấu đi. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nếu như chủ quầy này biến thì sớm đã cầm Minh Văn Đạo Phù chạy rồi, đâu cần ở chỗ này bày sạp lừa người. Những quầy hàng ở thành Tiên Đan, 10 quầy thì có tới 9 quầy là đi lừa người, Cố Liên Hoa rất rõ chuyện này. Sau khi không thấy khối đá xám cho kia đâu, Cố Liên Hoa bảo lão Lục đi cạnh lấy ra 1000 tiên thạch hạ phẩm để chủ quầy giao ra. Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói kia thì trái tim đập thình thịch, không trùng hợp vậy chứ. Ngay lập tức hắn vội vàng chạy ra xa. Hắn nghe được nữ tử kia muốn khối đá xám cho, ông chủ kia chỉ có duy nhất một khối đá màu xám cho, hiện tại đang nằm trong không gian càn khôn của hắn. Nữ tử kia xuất hiện ngang ngược, chứng tỏ chim thần ma không lừa hắn, khối đá kia chắc chắn là bảo bối. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương rời khỏi. Nhưng ông chủ quầy hàng cũng kịp phản ứng lại. Cả người đều thấy ông ổn, vị đại tiểu thư của Tiên Đan Lâu trực tiếp chạy tới đây ra giá 1000 tiên thạch hạ phẩm, hơn nữa vẻ mặt còn rất gấp gáp. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh vừa rồi ông ta đã tặng cho tên tiểu tử kia một bảo bối. Chủ quầy hàng đau xót nói, Cố tiểu thư, vừa rồi ta đã tặng khối đá kia cho. Một tiểu tử rồi. Cố Liên Hoa nghiến răng, lão già, ông, nói cho ông biết trong khối đá kia rất có khả năng là Minh Văn Đạo Phù thời viễn cổ. Giá trị liên thành, ông đúng là, cho ta biết người đó trông như thế nào, đi về đâu. Phụt, chủ quầy hàng phun ra một ngụm máu, chỉ về hướng Dương Bách Xuyên rời đi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chủ tiệm và gỗ tiểu thư gì đó, Dương Bách Xuyên biết lần này mình kiếm lời rồi, vội vàng dẫn theo Tuyết Hương rời đi. Bây giờ mà ở lại hiển nhiên là rước phiền phức cho mình. Không lâu sau, chủ tiệm truyền ra tin tức một thanh niên tóc trắng đã kiếm lời. Đương nhiên tin tức hàng đầu là giả Liên Hoa của Tiên Đan Lâu, một trong ba thế lực lớn nhất thành Tiên Đan đã nổ một tấm Minh Văn Đạo Phù. Tin tức này đã bùng nổ khắp thành Tiên Đan. Rất nhiều người chú ý tới một thanh niên tóc trắng, cũng có người biết chuyện biết rõ giá trị của Minh Văn Đạo Phù, bắt đầu nghe ngóng tung tích của Dương Bách Xuyên một cách âm thầm hoặc công khai. Tất nhiên đây là chuyện sau này. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang dẫn theo Tuyết Hương bước nhanh rời khỏi con đường này. Không lâu sau, Dương Bách Xuyên nhận được tin từ Yến Xích Hà, thông báo đã sắp xếp xong điểm dừng chân, bảo hắn và Tuyết Hương đến tập hợp. Sau khi Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà tập hợp, bọn họ đi thẳng tới điểm dừng chân. Điểm dừng chân này kỳ thực là một tiểu viện nằm ở nơi khá vắng vẻ thuộc thành Đông mà Yến Xích Hà thuê. Chủ nhân, chúng ta đến rồi, chính là nơi này. Nói xong Yến Xích Hà lấy ra một tấm ngọc phù, cũng là một chiếc chìa khóa. Sau khi thôi động lực tiên nguyên, kết giới bảo vệ tiểu viện mở ra, Yến Xích Hà đẩy cổng đi vào. Chủ nhân, tuy nơi này hơi hẻo lánh nhưng giá rẻ. Thuộc hạ đã tốn 3000 linh thạch hạ phẩm để thuê tiểu viện này trong 15 năm, tương đương thời gian trăm năm ở hạ giới. Sau kỳ hạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng, bố cục hình chữ sơn, diện tích hơi nhỏ nhưng cũng đủ dùng, có đủ phòng khách, phòng tĩnh tọa. Yến Xích Hà vừa đi vừa giới thiệu. Dương Bách Xuyên cười gượng, đâu phải hơi hẻo lánh. Từ con phố sầm uất đến đây cũng phải 5-60 dặm. Yến Xích Hà lúng túng nở nụ cười, chủ nhân không biết đấy thôi, thành Tiên Đan là thế giới tiên sơn cấp cao, lực tiên nguyên ở đây nồng đậm nên giá thuê rất cao, thuộc hạ nói giá họng mới thuê được với giá này. Được rồi, ta không có ý trách ngươi, chỉ cảm khái chút thôi. Yên tĩnh cũng hay, tu tiên cầu đạo cần một môi trường yên tĩnh. Tiếp theo ta phải luyện đan, cần tiên dược gì thì ngươi đi kiếm cho ta là được. Hoàn cảnh khá tốt,
chúng ta tạm thời ở lại đây trước đã rồi tính sau. Dương Bách Xuyên mỉm cười đi đến gian nhà chính. Hai bên trái phải đều có một căn phòng, vừa đủ cho Tuyết Hương và Yến Xích Hà vào ở. Đương nhiên phòng rất đơn sơ, nhưng khá lớn. Đối với người tu đạo mà nói, gian khổ chút cũng không sao. Bây giờ Dương Bách Xuyên chuẩn bị bắt tay vào luyện chế tiên đan, nâng cao tu vi của mình. Tuyết Hương, hai người các ngươi lui đi, ta cần bế quan. Dương Bách Xuyên dặn dò hai người một câu rồi đi thẳng vào mật thất tu luyện. Hắn muốn biết khối đá màu xám mà chim thần ma xúi dục hắn lấy cho bằng được rốt cuộc là cái gì. Theo lời chim khốn, bên trong khối đá hết sức bình thường này có minh văn đạo phù gì đó. Minh văn đạo phù là gì và có tác dụng gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng nghe cuộc nói chuyện giữa Hồ tiểu thư gì đó và chủ tiệm, hình như thứ này rất lợi hại. Nếu đúng là trọng bảo nào đó, vậy thì hắn bỏ ra 700 tiên thạch là quá hời. Mà còn là hời trong hời, bởi vì hắn mua tinh thạch màu vàng, còn khối đá màu xám là đồ tặng kèm mà nàng ta chơi chiêu muốn lấy từ chủ tiệm. Cuối cùng chủ tiệm đòi 700 tiên thạch hạ phẩm cho một khối tinh thạch màu vàng, rõ ràng là muốn lừa gạt hắn. Tên họ Dương nào đó sinh ra ở trái đất, hồi đại học hắn đã thấy trò này không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn bèn tương kế tự kế, dứt khoát thỏa mãn mong muốn của chủ tiệm, thuận lợi lấy được khối đá màu xám trông không có gì nổi bật. Hay nói chính xác hơn là ngay từ đầu hắn đã xác định mục tiêu. Kết quả rất hiển nhiên, sau khi cổ tiểu thư gì đó xuất hiện, hắn biết được mình đã kiếm lời. Mặc dù lúc đó hắn không ở lại xem, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện với cổ tiểu thư gì đó và chủ tiệm, nghe ra cổ tiểu thư kia là người biết nhìn hàng, rất xem trọng khối đá màu xám, và cũng nói ra từ minh văn đạo phù. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Dương Bách Xuyên đã biết có lẽ lần này mình thật sự kiếm lời. Giờ là lúc xác minh. Sau khi đến phòng tu luyện, Dương Bách Xuyên trở tay lấy khối đá màu xám to bằng quả dưa hấu ra rồi hỏi chim thần ma trên vai, qua đen, bây giờ xử lý khối đá này thế nào? Làm sao để chứng minh bên trong có minh văn đạo phù mà ngươi nói? Còn nữa, tốt nhất là ngươi nói rõ cho ta minh văn đạo phù là gì, có tác dụng gì? Dương Bách Xuyên đưa ra một loạt câu hỏi. Chim thần ma vỗ cánh bay lên, nói, tên gà mờ nhà ngươi hấp tấp thế. Chúng ta đã nói rồi mà, nếu đúng là minh văn đạo phù thì tên nhãi ngươi phải cho điểu ra ta ăn đủ tiên đan. Bớt nói nhảm, nếu có thật thì chứng tỏ ngươi giỏi, sau này đan dược ta luyện ra nhất định sẽ dành cho ngươi một phần. Nói mau, tiếp theo phải làm thế nào? Dương Bách Xuyên thúc giục chim thần ma. Dùng thanh liên tiên hỏa tế luyện, khối đá chỉ là vỏ bọc. Chắc hẳn minh văn đạo phù chân chính đã bị người ta phong ấn bên trong. Chim thần ma đáp, cần gì phải phiền phức thế, nó ở bên trong thì ta chém một nhát bổ ra là được. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, kiếm đồ long đã xuất hiện trong tay. Chim thần ma châm chọc, người có bản lĩnh thì có thể bổ thử đi, ha ha. Keng, Dương Bách Xuyên không dài dòng, lập tức vận chuyển năng lượng chém một nhát. Sau tiếng vang lớn, cả mật thất đều chấn động. Nhưng trên bề mặt khối đá màu xám chỉ lưu lại một vết mờ không đáng kể. Wow, khối đá rởm này cứng thế. Dương Bách Xuyên không nhịn được cảm thán. Nói thừa, tên nhãi ngươi tưởng minh văn đạo phù là thứ tầm thường đấy à? Nói thật với ngươi, thời viễn cổ minh văn đạo phù cũng là chí bảo gây ra náo động. Đấy, chim thần ma nhìn Dương Bách Xuyên như nhìn kẻ ngu. Khích, ta vẫn nên dùng thanh liên tiên hỏa tôi luyện thì hơn. Ngươi nói tiếp đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ngồi xếp bằng, hai tay bưng khối đá màu xám, thầm niệm trong đầu. Tức thì thanh liên tiên hỏa xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu tôi luyện. Còn chim thần ma thì tiếp tục giới thiệu cho Dương Bách Xuyên về lai lịch và tác dụng của minh văn đạo phù. Minh văn đạo phù không phải thứ tiên nhân có thể luyện chế được, mà là chí bảo tiên thiên do thiên đạo tạo ra. Thời viễn cổ, thiên địa vận hành có thể coi là một thời kỳ cường thịnh, là một thời đại vạn vật trong thiên địa mở linh trí theo đúng nghĩa. Nói chính xác là đất thiêng người tài. Vạn vật mở linh trí, thiên đạo vận hành hưng thịnh, thường xuyên có diễn hóa thiên cơ. Lúc ấy vạn vật trên thế gian có vô số linh khí giả năm bắt được một số quy luật diễn hóa của thiên đạo. Chẳng hạn như linh thạch trong núi hoặc mấy thứ như linh mộc, nước non. Vô tình in dấu một số quy luật vận hành của thiên đạo lên người, từ đó hình thành minh văn, gọi là minh văn đạo phù. Xem như là cảm ngộ về thiên đạo của những linh vật này. Cũng có thể nói là thần thông mà tỉnh linh thiên địa lĩnh ngộ được. Có thể hiển thị và khắc ghi thiên cơ thiên đạo trên người, hay nói cách khác là khắc ghi lời nói và ý chí của thiên đạo lên người. Đây là minh văn, là văn tự của đại đạo thiên địa. Mà thời thượng cổ,
văn tự của thiên đạo gọi là phù, chính là minh văn đạo phù. Mỗi loại minh văn đạo phù có đặc điểm riêng. Một minh văn đạo phù loại hình hành năng lượng minh văn kèm thuộc tính, có công năng tấn công mạnh mẽ. Một số minh văn đạo phù là loại phòng ngự, loại thay đổi minh văn, thậm chí là các loại không gian, bóng tối, sấm sét, gió mưa. Tóm lại là rất đa dạng, biến hóa khôn lường, vô cùng thần bí. Đây là một loại năng lực thiên đạo, năng lượng lớn nhỏ khác nhau. Minh văn đạo phù cũng có thể học, có được một loại minh văn đạo phù sẽ là một kho báu đối với người tu tiên, bởi vì đây là biểu hiện khách quan nhất của đại đạo thiên địa, sau này có thể không ngừng quan sát, không ngừng cảm ngộ. Người có thiên phú dị bẩm, có thể lĩnh ngộ được đạo thuật của riêng mình hay không thì phải xem vận may của tên nhãi ngươi thế nào, có thể nhận được minh văn đạo phù thuộc tính gì. Có thể là minh văn đạo phù hệ tấn công vô cùng mạnh, cũng có thể là minh văn đạo phù hệ hỗ trợ. Tóm lại minh văn đạo phù là loại mạnh nhất trong các loại phù chú, thuộc phù chú thiên đạo chân chính, phù chú mà hậu nhân luyện chế ra không thể so được. Nói đến đây, còn một điều suýt chút nữa thì ta quên mất. Đối với phù sư mà nói, có được một loại minh văn đạo phù chẳng khác nào có được một kho báu phù chú, bất kể là minh văn đạo phù hệ tấn công hay minh văn đạo phù hệ hỗ trợ. Đối với người tu luyện đạo phù chú, minh văn đạo phù chính là một kho báu. Theo lý mà nói, phù chú sư được nhìn thấy minh văn đạo phù có thể diễn sinh ra vô số loại phù chú. Sau này tên nhãi người có thể nghiên cứu, có được một loại minh văn đạo phù tương đương với việc mở ra con đường thênh thang của đạo phù chú sư chân chính vô cùng lợi hại. Lúc này chim thần mang nghiêm túc phổ cập kiến thức cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe mà gật đầu lia lịa, tóm lại là rất nghiêm túc lắng nghe lời nói của chim khốn. Nếu đúng như lời chim khốn nói, có lẽ sau này hắn có thể thử đạo phù chú. Mà điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới hai tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Các nàng tu đạo phù chú, sau này hai người phi thăng tiên giới, có lẽ hắn có thể làm gì đó cho họ. Thật ra Dương Bách Xuyên thấy mình nợ tỷ muội nhà họ Lục, hắn biết tâm tư của họ nhưng vẫn luôn vô thức né tránh các nàng ở phương diện này. Nghĩ đến tỷ muội họ Lục, Dương Bách Xuyên lại nghĩ tới các cô vợ và huynh đệ bạn bè của mình ở tu chân giới. Không biết giờ họ thế nào rồi, tính thời gian thì lẽ ra phải có người phi thăng tiên giới rồi chứ. Dương Bách Xuyên bần thần nghĩ. Lúc này, trong tay đột nhiên phát ra tiếng rắc, rắc. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, vội vàng cúi đầu nhìn, cuối cùng thì khối đá trong tay cũng có biến hóa. Trên bề mặt xuất hiện vết nứt chằng chịt. Được rồi, dừng lại, bóc hết vỏ ngoài, mau nhìn xem bên trong là minh văn gì. Thật sự khiến điểu ra mong chờ. Lâu lắm rồi không thấy minh văn đạo phù, lần trước thấy là mấy vạn năm trước, sư phụ của ngươi lão khốn Vân Thiên Tả đã lấy được một tấm minh văn đạo phù thuộc tính phong, làm cho lão khốn ấy trở thành nhân vật nổi tiếng khắp tiên giới. Nói đến đây, chim thần ma lộ vẻ kích động, còn kích động hơn Dương Bách Xuyên. Nghe giọng điệu của chim khốn, Dương Bách Xuyên cũng hơi kích động. Sau khi thu lại thanh liên tiên hỏa, hai tay đang bưng khối đá màu xám đột nhiên dùng lực. Rắc rắc, sau âm thanh giòn giã, khối đá lớn màu xám bắt đầu chóc ra. Một vật thể trắng không tì vết lộ ra. Lúc này, trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một hòn đá hình thoi to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng tinh khôi và thần thánh, khiến tâm hồn con người cảm thấy bình yên. Rõ ràng là màu trắng nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy màu trắng này không giống bình thường, một màu trắng trước giờ hắn chưa từng thấy, tràn ngập khí tức thần thánh, chỉ nhìn thôi cũng có thể làm cho tâm hồn con người bình tĩnh lại. Dương Bách Xuyên quan sát kỹ càng, nhìn thấy trên hòn đá hình thoi này có một phù văn rất mờ. Trong lòng chợt động, hắn hỏi chim thần ma, quả đen. Đây có phải là minh văn đạo phù mà ngươi nói không? Vỏ đá bên ngoài đã chóc ra hết rồi, sao còn không nhìn rõ? Chim thần ma trả, tên nhãi người ngốc thế, ta đã bảo đây là minh văn hình thành từ quy luật thiên đạo cơ mà, sao có thể nhìn bằng mắt thường được, phải tập trung cảm ngộ, phải dùng thể ngộ quan sát mới nhìn thấy. Dương Bách Xuyên cái hiểu cái không, nhưng cũng đã biết phương hướng thử nghiệm. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tay cầm minh văn đạo phù, tập trung cảm nhận sự khác biệt của hòn đá trong tay. Hắn gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung, quả thật lúc này đã có chút khác. Biệt, cảm nhận đầu tiên của hắn là ấm áp. Khi cầm minh văn đạo phù trong tay, hẳn cảm thấy ấm áp. Ấm như sáng sớm ngày đông tắm trong mặt trời, vô cùng thoải mái. Dần ra dường như Dương Bách Xuyên đã tìm được phương hướng. Trong đầu cũng nhìn thấy một cảnh tượng. Ban đầu cảnh tượng này chỉ là một thế giới màu trắng khiến hắn không mở mắt nổi, tựa như hắn đang ở trong một thế giới màu trắng tinh khôi,
vô cùng vô tận. Chính là cảm giác mắt không mở nổi. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng Dương Bách Xuyên biết đây là thế giới mà ý thức của mình cảm nhận được, hoặc nói là nhìn thấy. Hắn nhìn thấy và cảm nhận được thế giới của hòn đá hình thoi, hay nói chính xác hơn là Minh Văn Đạo Phù. Dần dần, cảm giác ấm áp trên người Dương Bách Xuyên càng thêm rõ ràng, sau đó hắn nhìn thấy thế giới trắng tinh vô biến rốt cuộc có hiến hóa. Một phù văn vô cùng huyền ảo xuất hiện. Không phải nhìn thấy, chính xác là một trạng thái kỳ diệu phải thật tập trung mới có thể cảm nhận được. Chính là trạng thái mà chim khốn nói. Quả thật hắn đã nhìn thấy thứ bên trong Minh Văn Đạo Phù. Hay nói chính xác hơn là nhìn thấy phù văn thiên đạo. Đây là lời thiên đạo nói với vạn vật thế gian, nhưng được khối đá màu xám này may mắn ghi lại, hình thành Minh Văn Đạo Phù. Dần dần tâm điền của Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn bộ Minh Văn. Lúc này hắn có ảo giác như nhìn thấy quỹ tích vận hành của vạn vật trong thiên địa, của chu thiên tinh thần. Đây không phải là cảnh tượng một Minh Văn có thể diễn giải được. Lúc này hắn nhìn thấy quá trình biến đổi của chu thiên vũ trụ. Nhìn từ bên ngoài lại là một cảnh tượng kỳ tích khác. Chim thần ma võ cánh, cất tiếng kêu quái dị, bay khỏi vai Dương Bách Xuyên đến góc phòng tu luyện, tránh xa hắn. Bởi vì lúc này chim thần ma nhìn thấy một cảnh tượng khác. Quanh người Dương Bách Xuyên chìm trong quầng sáng tinh khôi và thân thánh, một đường nét màu lưu ly xuất hiện giữa trán Dương Bách Xuyên, sau đó bắt lan từ giữa trán ra khắp toàn thân Dương Bách Xuyên, dẫn dần phủ kín cả người hắn. Lúc này, đường nét màu lưu ly to bằng ngón tay bao phủ toàn thân hắn. Từng đốm sáng lóe lên, nhấp nháy trên người hắn. Làm cho Dương Bách Xuyên trông giống như một bức tượng lấp lánh ánh sáng. Còn có ảnh ảo chư thiên tỉnh thần treo ngược trên đỉnh đầu. Hình thành một không gian khác. Chim thần ma lẩm bẩm, không đúng, năm đó mình đã nhìn thấy Minh Văn Đạo Phù thuộc tính phong của lão khốn Vân Thiên Tà, không phải thế này. Sao trên người tên nhãi này lại chiếu ra cảnh tượng này? Sao mình lại cảm thấy dường như có vô số thế giới xếp chồng xuất hiện trên người hắn nhỉ? Lẽ nào là Minh Văn Đạo Phù vô giá trị? Bẫy nhau thế, mình còn mong chờ tên nhãi này lấy được một tấm Minh Văn Đạo Phù lợi hại chút, sau đó cho điểu ra ăn tiên đan. Nếu đúng là vô giá trị thì chẳng phải tất cả đi tong sao? Trong lời lẩm bẩm của chim thần ma tràn đầy nghi vấn. Trong ấn tượng của nó, Minh Văn Đạo Phù đều có thuộc tính. Đúng là Dương Bách Xuyên đã kích hoạt tấm Minh Văn Đạo Phù này, nhưng lại không có bất kỳ thuộc tính gì. Hình ảnh phản chiếu cũng không có bất kỳ biến hóa gì, từ đầu đến cuối chỉ toàn màu trắng. Điều này hoàn toàn phi logic. Chim thần ma nhớ là bất cứ Minh Văn Đạo Phù nào cũng có thuộc tính. Sao giờ lại cảm thấy trên người Dương Bách Xuyên logic đã bị phá? Thuộc tính thiên địa chính là các loại lực lượng trong thiên địa, điển hình nhất là thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, màu sắc tương ứng là ánh kim, xanh lục, xanh lam, đỏ, vàng. Cho dù là lôi điện cũng hiện thuộc tính màu tím. Nhưng trên người Dương Bách Xuyên lại hiện ra màu trắng. Con mẹ nó đây là không có thuộc tính. Là thứ vô dụng. Chim thần mà nghĩ hẳn là thế rồi. Chưa chắc mỗi tấm Minh Văn Đạo Phù đều có thể ghi lại diễn hóa thiên cơ thiên đạo. Có lẽ hòn đá này là một hòn đá dởm. 2. Dương Bách Xuyên mừng hụt rồi. Tiên đan mình muốn ăn vụt mất rồi. Chim thần ma thầm nói trong lòng. Dương Bách Xuyên lấy được khối đá màu xám, theo hiểu biết của nó về Minh Văn Đạo Phù, đã là đá thì diễn hóa thiên đạo được ghi lại phải mang thuộc tính màu vàng, có kém đến mấy cũng mang thuộc tính thổ. Bây giờ xem ra đây là một khối đá không màu. Tức là một khối đá dởm, không có bất kỳ thuộc tính gì, chẳng khác nào đổ bỏ. Không có thuộc tính thì sẽ không có tác dụng. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không nên như vậy. Chim thần ma nhìn cảnh tượng xuất hiện trên người Dương Bách Xuyên, rơi vào trầm tư. Mà lúc này, trong nội tâm hoặc nói là trong ý thức của Dương Bách Xuyên lại là cảnh tượng hoàn toàn khác. Hắn nhìn thấy thế giới diễn hóa, nhìn thấy cảnh tượng vạn vật sinh trưởng, vạn vật lụi tàn, hủy diệt và ra đời liên tục hiện ra. Hắn cũng nhìn trọn vẹn Minh Văn Đạo Phù, toàn bộ Minh Văn này mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác đó là một hình tròn, cũng có thể nói là vô số hình tròn. Những Minh Văn hình tròn giống nhau nhưng cũng khác nhau. Khi hắn nhìn thấy một vòng tròn thì sẽ nhìn thấy một cảnh tượng sinh diệt xuất hiện, hơn nữa. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy không có biến hóa. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc tấm Minh Văn Đạo Phù này là thứ gì, có thuộc tính gì, có tác dụng gì. Nhất thời không có manh mối nào, nhìn chẳng hiểu gì cả, thế thì làm sao cảm nhận được, hoặc là biến Minh Văn Đạo Phù này thành của mình, cho mình sử, dụng. Trong lúc luống cuống, hắn nghe thấy lời lẩm bẩm của chim thần ma.
Mặc dù Dương Bách Xuyên đang chìm trong cảm nhận về Minh Văn Đạo Phù, nhưng không đóng giác quan, tất nhiên có thể nghe thấy lời nói của chim thần ma. Tức thì trong lòng rầu rĩ. Không có thuộc tính, thứ vô giá trị, Minh Văn vô dụng. Sau khi những từ ngữ này chui vào đầu, hắn hơi nhục chí. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được Minh Văn trở nên bất ổn, có dấu hiệu sụp đổ. Đây là phản ứng dây chuyền sau khi hắn mất lòng tin. Hắn không có tâm tư cảm nhận Minh Văn đạo phù thì tất cả những gì nhìn thấy trong ý thức sẽ tan biến. Nhưng đúng lúc này, tiếng hừ lạnh của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu, nhãi danh tiếp tục lĩnh ngộ đi, đây là Minh Văn hiếm có khó tìm đấy, đừng nghe con chim đần kia lẩm bẩm, nó chẳng biết gì sất. Chỉ cần là Minh Văn thiên đạo thì sẽ không có Minh Văn vô dụng, bất kỳ loại phù văn thiên đạo đều không vô giá trị, phải xem ngươi có thể tìm ra bí quyết cảm ngộ hay không, có thể khám phá ra hay không. Con chim đần kia hiểu cái đếch, chỉ biết sơ sơ về Minh Văn mà đã đưa ra kết luận, thật nực cười. Đừng phân tâm, tiếp tục cảm nhận đi, lẽ nào ngươi không phát hiện ra điểm khác của Minh Văn này. Mỗi lần nhìn đều thấy một thế giới, có cảm giác xuyên không đúng không? Càn Khôn Chỉ Linh chỉ nói đến đây rồi thôi. Nhưng đầu óc Dương Bách Xuyên không còn bình tĩnh được nữa. Dương Bách Xuyên nghe Càn Khôn Chỉ Linh nói xong, trong đầu bỗng nổ vang như đột nhiên bừng tỉnh, cả nội tâm như mở ra một cánh cửa mới. Dường như hắn đã nghĩ thông suốt trong nháy mắt, hắn buột miệng thốt ra, lực lượng Minh Văn không gian. Càn Khôn Chỉ Linh cười ha hả, ha ha, trẻ nhỏ dễ dậy. Xét về một mặt nào đó thì Dương Bách Xuyên cũng được xem là thông minh, nhanh nhạy, thế nên linh hồn Càn Khôn mới nhắc nhở vài câu là hắn lập tức nhận ra thuộc tính của ký tự ghi trên đạo phù ngay. Đó không phải một tảng đá vô thuộc tính như lời chim mất dạy nói, mà đúng hơn là có thuộc tính không gian. Suy cho cùng thì vẫn là do đầu óc của con chim mất dạy có vấn đề, dẫn tới lượng tri thức tích lũy được thua xa linh hồn Càn Khôn. Ngoài ra, chuyện này cũng làm nổi bật lên sự thần bí và bất phàm của linh hồn Càn Khôn, xem ra sau này phải trò chuyện với linh hồn Càn Khôn nhiều hơn mới được Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi. Kỳ thật, hắn biết bất kể là chim mất dạy, linh hồn Càn Khôn hay Hắc Liên thì đều đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Tóm lại, với hắn mà nói, họ chẳng khác nào người thầy của hắn cả. Chim mất dạy là người thầy hướng dẫn mà ông già cố tình để lại cho hắn. Trước khi rời đi, nếu đầu óc có thể bình thường một chút thì chắc chắn sẽ trở thành một người thầy tài giỏi vừa có trình độ lại có năng lực. Tiếp thay mỏ con chim đó quá hốn, đầu óc hơi chập chen, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận một điều rằng ở một vài phương diện nào đó, nó thật sự rất ưu tú. Nhận xét của Dương Bách Xuyên về con chim mất dạy đó là người thành phố có kiến thức vô cùng phong phú. Về phần linh hồn Càn Khôn, bởi vì là linh hồn của một bảo vật tối cao, một dạng thể ý thức, đồng thời cũng là người thần bí nhất, cao ngạo nhất, còn rất đẳng cấp, có thể nói là khác hoàn toàn với chim mất dạy. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng biết dù hiện tại có 100 con chim mất dạy ở đây cũng chẳng đủ tư cách để so sánh với linh hồn Càn Khôn. Chim mất dạy hở ra là lại tự xưng bản thân chính là chim thần ma đứng đầu cả ba giới. Còn về thân phận của linh hồn Càn Khôn thì tuy ông ta không giải thích rõ ràng, bản thân hắn cũng chẳng nắm bao nhiêu thông tin, nhưng hẳn đã tự mặc định trong lòng rằng linh hồn Càn Khôn sở hữu cách cục của toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng là Hắc Liên, sự tồn tại của nàng có hơi đặc biệt, cũng là người khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy phức tạp nhất, hơn nữa nàng và hai người còn lại chẳng có điểm gì giống nhau hết. Mà nguyên nhân không phải do Hắc Liên quá bí ẩn hay hùng mạnh mà là vì Dương Bách Xuyên cảm thấy phong cách của nàng rất hỗn loạn. Ban đầu, Hắc Liên chỉ là một hạt sen mà hắn có được từ bí cảnh núi Trường Bạch, đồn rằng có thể giúp con người ta thoát thai hoán cốt, sống lại với một cơ thể khác. Trên danh nghĩa là hạt sen của Hắc Liên số 1 Hồng Hoang, nhưng nói một cách chính xác hơn thì chính là bản thể của Hắc Liên số 1 Hồng Hoang. Đồn rằng, nàng được sinh ra trong thời Hồng Hoang, sau đó khai linh ngộ đạo, biến thành một loài sinh vật không phải người, không phải yêu, cũng chẳng phải tiên, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, có sức sống cũng như thân thể. Tóm lại, nàng tuyệt đối không phải pháp khít. Ngay từ đầu, nhận định của Dương Bách Xuyên về Hắc Liên đã lệch hướng, hắn cứ tưởng Hắc Liên là một loại pháp khí. Suy nghĩ đó tồn tại trong một thời gian dài, mãi sau này mới từ từ biến mất. Tuy hai bên không tiếp xúc quá nhiều, nhưng hắn chắc chắn Hắc Liên tuyệt đối không phải pháp bảo, mà là một sinh linh độc lập. Chỉ là tình trạng của nàng có hơi đặc biệt, không biết vì nguyên nhân gì mà nàng lại chọn cách niết bàn tái sinh, trở về với hình thái của một hạt sen để phát triển, sinh trưởng, hay đúng hơn là tu luyện lại từ đầu. Mà duyên phận giữa hắn và nàng tính ra là một hồi trùng hợp. Lúc trước,
Sau khi cắm rễ trong biển ý thức của hắn, từ hạt sen, nàng đã sinh trưởng thành đài sen, quá trình này diễn ra chậm rãi, từng bước, và quan trọng nhất là toàn nhờ hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn trong thời gian dài để tiến hóa. Nghe có vẻ rất thiệt thòi cho hắn, nhưng hắn biết khi ấy, quan hệ giữa mình là Hắc Liên là hai bên cùng có lợi. Hắc Liên dựa vào hấp thu thần hồn trong biển ý thức của hắn để tầm bổ, phát triển, còn hắn lại cần Hắc Liên ở lại biển ý thức bảo vệ cho thần hồn của mình. Sự thật đã chứng minh, mấy năm qua, Hắc Liên đã tận tâm bảo vệ thần hồn của hắn. Rất nhiều lần, khi mà kẻ thù muốn phá hủy biển ý thức, Hắc Liên đều sẽ ra mặt, tấn công thần hồn của đối phương trước. Không chỉ vậy, Hắc Liên biết rất nhiều về kiếm đạo, hơn nữa còn tình nguyện truyền thụ cho hắn Hắc Liên Bát Hoang Kiếm. Thế nên trên đoạn đường cùng nhau tiến bước này, hắn được lợi rất nhiều. Tự chung lại thì hiện tại thật chẳng khác nào hắn có tận ba người thầy vậy. Hắc Liên ở trong đầu, bình càn khôn thì trên người, một bên bám vào linh hồn, một bên ám trong thân xác, chỉ duy nhất chim mất dậy mà ông già đưa là tồn tại độc lập. Với hắn mà nói, ba người họ chính là thầy của hắn. Từ công pháp tu luyện cho đến chiến kỹ thần thông, có thể nói là tri thức vô cùng toàn diện. Có điều, so ra thì người Dương Bách Xuyên lo lắng nhất chính là Hắc Liên. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hắc Liên luôn sống trong đầu hắn, hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn, điều này không có gì sai, Hắc Liên có công bảo vệ thần hồn giúp hắn thì hắn dùng sức mạnh thần hồn trả công cho nàng cũng là phải đạo. Thế mà chẳng hiểu sao Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì lại không nói được. Có điều, hắn xác nhận được sự không thích hợp này bắt nguồn từ Hắc Liên, cũng vì vậy mà hắn luôn tự hỏi không biết để Hắc Liên nán lại biển ý thức của mình hoài như vậy là tốt hay xấu. Trong thân tâm hắn cảm thấy điều đó là sai, nhưng xét về những mặt khác thì đúng là nhờ Hắc Liên ở lại trong biển ý thức mà hắn đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp, hơn nữa không chỉ một lần. Cũng vì lý do trên mà hắn cảm thấy rất mâu thuẫn với chuyện Hắc Liên sống trong biển ý thức của mình. Hắn muốn tìm ai đó hỏi thăm thử, rồi lại không biết phải tìm ai. Đúng lúc này, trong đầu hắn chợt nghĩ tới linh hồn càn khôn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết sự tồn tại của Hắc Liên sẽ không gây ra tổn hại gì cho hắn, nghĩa là mâu thuẫn kia chẳng qua chỉ là một loại cảm giác nội tâm mà thôi. Trước kia, Hắc Liên từng nói hắn giống như ký chủ của nàng, và nàng không thể tách khỏi hắn, mà nếu vậy thì có khác nào bị giam cầm đâu. Dương Bách Xuyên không biết u nàng sẽ tan biến hay gặp phải rắc rối gì khác, nhưng nếu được, hẳn thật sự rất muốn giúp nàng một tay. Có điều hôm nay, sau khi quen biết linh hồn càn khôn, Dương Bách Xuyên đã có cái nhìn khác về chuyện của Hắc Liên. Hắn nghĩ thầm trong lòng để khi nào tìm cơ hội hỏi thăm linh hồn càn khôn về chuyện của Hắc Liên xem sao. Với cả bây giờ hắn có tận ba người thầy xuất sắc chỉ dạy cho mình, tính ra cũng đâu có lỗ. Sược! Quả nhiên, nhờ có sự chỉ dẫn của linh hồn càn khôn mà hắn đã nhìn thấy được một chút thuộc tính của Minh Văn Đạo Phù. Theo thời gian, hắn ngày càng hiểu hơn về thuộc tính này, thậm chí đã đạt đến trình độ có thể sao chép lại minh văn bên trên vào đầu. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu sau, Dương Bách Xuyên bất ngờ mở bừng hai mắt. Lúc này, hắn đã thành công in sâu vào đầu nguyên vẹn minh văn đạo phù, đồng thời nhận thức sơ bộ cũng như cảm nhận được sức mạnh không gian. Nhìn cục đá hình thoi phát ra ánh sáng trắng ấm áp, hay đúng hơn là minh văn đạo phù trong tay, khóe miệng Dương Bách Xuyên vô thức cong lên. Hắn biết, từ giờ trở đi, có khối minh văn đạo phù này trong tay, hắn có thể liên tục nghiên cứu cũng như trải nghiệm phù chú. Có một điều mà con chim mất dạy nói rất đúng, nếu trong tay sở hữu một minh văn đạo phù, vậy chẳng khác nào giành được cả một núi bảo vật. Trước mắt, tuy hắn chỉ lĩnh hội được chủ yếu là sức mạnh không gian, nhưng từ minh văn đạo phù này có thể dẫn xuất ra vô số loại đạo phù khác, biến thành đủ dạng sức mạnh diệu kỳ, có điều chuyện này còn dựa vào khả năng lĩnh ngộ của hắn nữa. Tạm thời, hắn đã nghiên cứu ra sức mạnh không gian. Tiếp theo là lợi dụng minh văn đạo phù để đạt được năng lực xuyên qua không gian. Chờ ngày nào đó, khi mà hắn đã nghiên cứu rõ ràng, rành mạch mọi thứ, có thể là tu vi đạt tới một cảnh giới nào đó, hoặc là đã lĩnh ngộ được sức mạnh không gian tới một mức nào đó, thì nhất định hắn có thể dựa vào chính sức của mình để xuyên qua không gian mà chẳng cần nhờ tới minh văn đạo phù. Còn hiện tại, hắn vẫn phải sử dụng minh văn đạo phù làm môi giới thì mới thực hiện được. Trong lòng Dương Bách Xuyên bỗng nảy lên xúc động muốn thử một phen, bèn liếc nhìn chim thần ma đang đậu trong góc, mở miệng bảo, quả đen này, người bay cách ta một khoảng đi, ta muốn thử xem năng lực của Minh Văn Đạo. Phù này tới đâu? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, chim thần ma sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như suối.
Nó cứ tưởng bởi vì chỉ lấy được một tấm minh văn đạo phù vô thuộc tính vô dụng nên hắn muốn đánh mình cho hả giận. Chuyện đầu tiên nó nghĩ tới là bỏ chạy, bèn ra sức vỗ cánh, bay xa khỏi Dương Bách Xuyên, rồi nói, nhóc thối, chính ta cũng không ngờ đó minh văn đạo phù đó lại là thứ vô thuộc tính, không có tác dụng gì, tính ra thì cũng do ngươi không may, chứ đâu thể đổ hết trách nhiệm cho điều ra ta được. Vừa nói, chim thần ma vừa vỗ cánh bay loanh quanh mật thất. Nghe chim mất dạy nói vậy, Dương Bách Xuyên thoáng sững sờ, sau đó lập tức nhớ ra chim thần ma vẫn còn chưa biết rằng nhờ có sự chỉ dẫn của linh hồn càn khôn mà hắn đã thông suốt được thuộc tính không gian của minh văn đạo. Phù, nó cho rằng đó chỉ là một thứ vô dụng, thế nên mới sợ hắn sẽ giận cá chém thất lên nó. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, sau đó Dương Bách Xuyên kích phát minh văn đạo phù trong tay, đồng thời cẩn thận cảm nhận sức mạnh không gian ở xung quanh, vụt, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sức mạnh không gian là vô thuộc tính, nhưng thật sự hiện diện trong thế giới này, nhưng rất ít người có đủ năng lực tu luyện, sử dụng nó. Hiện tại, Dương Bách Xuyên cũng nhờ vào minh văn đạo phù trong tay để cảm nhận sức mạnh không gian, sau đó sử dụng nó. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh không gian lành lạnh đã bao trùm toàn bộ cơ thể, hắn nghĩ trong đầu rằng muốn tới bên cạnh chim mất dậy, nhoáng một phát, thân xác hắn đã biến mất, rồi thình lình xuất hiện ngay kế bên chim mất dậy. Tốc độ cực nhanh. Có thể nói vừa nghĩ tới là thực hiện được ngay, hơn nữa không hề hao tổn pháp lực trong người, thật sự quá kỳ diệu. Hắn thực sự có cảm giác như bản thân vừa xuyên qua không gian, hơn nữa không tạo ra chút động tĩnh hay dao động nào, nếu sử dụng trong trận chiến với kẻ thù thì sẽ mang tới hiệu quả bất ngờ, không đoán trước được, tóm lại là một chiêu giết người cao tay. Đáng tiếc phạm vi xuyên không gian của Dương Bách Xuyên lúc này chỉ có 10 thước, không thể di chuyển xa hơn được. Bấy giờ, chim thần ma bỗng hét lên thảng thốt khi thấy Dương Bách Xuyên đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mình. Qua một hồi lâu, nó mới hoàn hồn, chân chân nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi, ồ, là sức mạnh không gian, thằng nhóc thối, ngươi sở hữu sức mạnh không gian từ khi nào, hay là nhờ minh văn đạo phù kia? Không hổ là quả đen được tôn làm chim thần ma đứng đầu ba giới, ít nhiều gì cũng phải có chút kiến thức và nhạy bén. Dương Bách Xuyên mỉm cười, đoán xem. Phải rồi ha, thuộc tính không gian chính là sức mạnh vô thuộc tính chứ còn gì nữa, đáng lý ông đây phải nhớ ra sớm hơn mới phải. Mà nói vậy thì lần này thằng nhóc nhà ngươi kiếm đầy bồn đầy bát chứ có lỗ gì đâu, thế đừng quên tiên đan mà ngươi đã hứa với ông đây nhá. Da mặt của chim thần ma thật sự rất dày, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì không thèm chạy nữa, thậm chí còn trở mặt bay ngược trở về. Chắc chắn không thiếu phần của ngươi. Vì thông suốt được minh văn đạo. Phù nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên lúc này không tệ chút nào, và đương nhiên hắn cũng không quên trong vụ việc lần này, công lao của chim mất dậy là lớn nhất. Với cả, kế tiếp hắn cũng định luyện đan thật. Trong kỳ quân đan sách có rất nhiên đan phương luyện tiên đan, Dương Bách Xuyên tính sẽ bắt đầu với kim nguyên chân đạo đan. Hiện tại hắn đang là trung phẩm chân tiên cảnh, thế nên kim nguyên chân đạo đan hẳn là vẫn có tác dụng với hắn. Về phần hai loại đan dược cuối cùng là đại la và hỗn nguyên thì tạm thời. Dương Bách Xuyên chưa xác định được liệu bản thân có thể thu thập đủ các loại tiên dược cần thiết, cũng như đủ khả năng để luyện chế thành công hay không, thế nên trước mắt cứ đặt sang một bên đi. Kế tiếp, hắn đuổi chim thần ma ra khỏi phòng tu luyện, rồi cầm kỳ quân đan sách lên, nghiền ngẫm thêm lần nữa. Đầu tiên phải xác định rõ những tiên dược cần dùng. Các tiên dược dùng để luyện chế kim nguyên chân đạo đan không quá nhiều, chỉ có 6 loại, có điều toàn là tiên dược lục chuyển chứ không phải những tiên dược cấp thấp bình thường. Bên cạnh đó, kiến thức của Dương Bách Xuyên về tiên dược ở tiên giới vẫn còn hạn hẹp, chưa được tiếp xúc nhiều, nên cũng chẳng biết có tìm được hết 6 loại ở tiên đan thành này không. Sau khi nhớ kỹ 6 loại tiên dược cần thiết để luyện chế kim nguyên chân đạo đan, Dương Bách Xuyên lại đọc lướt một lượt các đan phương của tiên đan khác trong kỳ quân đan sách, trọng điểm là những loại đan dược khá phổ biến như tiên đan giải độc, tiên đan chữa thương và tiên nguyên đan giúp tiên nhân nhanh chóng bổ sung tiên nguyên lực. Hắn dự định sẽ dùng tiên nguyên đan để luyện tập phương pháp luyện đan của kỳ quân đan đạo trước cho thuần thục, bởi trong tay hắn hiện đang có sẵn các loại tiên dược cần thiết để luyện tiên nguyên đan. Tại thế giới Đại Thanh Tiên Thạch, trải qua vài cuộc chiến khốc liệt, hắn đã vơ vét được kha khá pháp khí đựng đồ của các tiên nhân, trong số đó có vài loại tiên dược. Sau khi kiểm kê lại, Dương Bách Xuyên phát hiện đủ để luyện chế 2 lò tiên nguyên đan và 1 lò tiên đan giải độc. Hắn đã hứa với chim mất dậy sẽ luyện tiên đan cho nó. Nếu điều kiện cho phép thì ngại gì mà không thử. Nhưng mục đích sau cùng vẫn là thuần thục kỹ thuật luyện đan của kỳ quân.
Nói tới đây thì đúng là kỹ thuật luyện đan của Kỳ Quân có hơi khác với phương pháp mà hắn từng học dưới tu chân giới, tràn ngập vẻ huyền bí, thế nên Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hứng thú. Hắn lấy tiên dược trong không gian bình càn khôn ra, phân loại, sửa sang xong xuôi thì gọi thầm đan lô thái thượng trong lòng, ngay giây sau, đan lô đã xuất hiện trước mặt hắn. Điều duy nhất không thay đổi là dù ở tu chân giới hay tiên giới cũng đều phải có đan lô mới luyện đan được. Hắn vẫn còn nhớ mình đã nhận được đan lô thái thượng trong một lần cùng bà nội về quê dâng hương cho miếu thổ địa. Theo lời của bà hắn lúc đó thì đây là một đan lô tuyệt phẩm đấy. Từ lúc bước vào con đường tu chân đến bây giờ, hắn chỉ dùng mỗi đan lô thái thượng mà thôi. Nhưng kể ra thì đã lâu rồi không đụng tới nó, từ khi đặt chân tới tiên giới thì đây là lần đầu tiên hắn gọi nó ra đấy. Hiện tại, tu vi của hắn đã thật sự chạm tới cảnh giới chân tiên, nhưng khi đối diện đan lô thái thượng, hắn vẫn cảm thấy đan lô này vô cùng huyền bí, nhìn có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng vẫn dùng tốt. Cũng không biết nếu dùng nó để luyện đan ở tiên giới thì có chịu nổi nhiệt độ của thanh liên tiên hỏa không nữa, nếu có thể thì chứng tỏ đan lô thái thượng thật sự rất phi phà. Tính ra thì tuy bảo Dương Bách Xuyên tiến vào tiên giới với thân phận ma mới chẳng có ai chống lưng cho, nhưng kỳ thật bản thân hắn đã có sẵn rất nhiều lợi thế rồi. Nói chung là có tốt có xấu thôi. Hắn hít sâu một hơi, khai lô châm lửa. Thanh liên tiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó đánh về phía đan lô thái thượng. Với hắn mà nói, chuyện khống chế lửa để luyện đan chẳng phải việc gì xa lạ, thậm chí có thể xưng là ngựa quen đường cũ. Và những thứ đó đều là kinh nghiệm mà hắn tích lũy được trong quá trình luyện đan ở tu chân giới. Thế nên, dù thanh liên tiên hỏa rất mạnh, lại chẳng mảy may ảnh hưởng tới việc kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa của hắn. Thậm chí, không khoa khi nói có thanh liên tiên hỏa trong tay, luyện chế tiên dược với hắn chính là làm ít công to. Bằng không mỗi chuyện chiết xuất tiên dược của tiên giới thôi đã đủ hành luyện đan sư lên bờ xuống ruộng rồi. Các bước chuẩn bị ban đầu ở đâu cũng giống nhau, đều là tinh luyện dược dịch. Dương Bách Xuyên quyết định sẽ luyện chế tiên nguyên đan trước, đây là một loại tiên đan vô cùng phổ biến ở tiên giới, hầu như tiên nhân nào cũng cần đến. Có điều các tiên nguyên đan cũng được phân loại theo chất lượng. Đan phương của mỗi một luyện đan sư không hề giống nhau, chất lượng tiên dược họ sử dụng cũng khác biệt, thậm chí cả phương pháp luyện chế cũng chẳng đồng bộ, thế nên tiên nguyên đan được luyện thành cũng sẽ phân thành 5-7 loại, có tốt, có tệ. Nhưng Dương Bách Xuyên tin chắc tiên đan được luyện chế theo đan phương tiên nguyên đan của Kỳ Quân tiên nhân chắc chắn sẽ không hề tệ. Cộng thêm chất lượng của tiên dược trong tay hắn tuy không thuộc hàng cao cấp nhất, nhưng cũng chẳng phải dạng quá tệ lậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.